Đấu phá thương khung, vô thượng cảnh giới tập 597 đến tập 599, tái ngộ kình địch, thượng thiên thể, thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ, tiêu viêm ngạc nhiên, trên mặt lại là lộ ra một nụ cười. Tiểu tà, người không rõ, có chút đồ vật cũng không phải càng lớn càng tốt. Tiếng nói vừa dứt, tiêu viêm đó là không hề để ý tới tà tôn, tiếp tục vọt vào quỷ ma quân đội bên trong, mênh mông quần quận quân đội, tiêu viêm thân hình giống như một viên bom giống nhau nơi đi qua, toàn bộ hóa thành bột phấn, sinh tử tựa hồ hết thảy đều chỉ cần ở nhất niệm chi gian. Cố chúng sinh không ta đại liền không ta đại, lấy cớ thật nhiều, bằng không chúng ta sau một lần. Tà tôn từ phía sau theo sát đi lên, nói chuyện với nhau gian, hắn ra tay cũng là cực kỳ sắc bén, hai người rõ ràng đặt mình trong cùng vô số quỷ ma bên trong, lại giống như đi ở chính mình trong nhà giống nhau thích ý, không có bất luận cái gì quỷ ma có thể là hai người đối thủ. Nhưng này đó quỷ ma cũng tựa hồ sát chi bất tận, vô biên vô hạn như thủy triều giống nhau dũng mãnh và thần hy giữa dưới loại tình huống này cường đại như tôn thượng cũng vô pháp toàn bộ ngăn cản cho nên liền yêu cầu thần hy sinh linh các chiến sĩ cộng đồng đứng ra thân hộ mệnh hy cũng đều không phải là là một người chi trách thiên hạ hưng vong thất phu đều có trách cũng chỉ có dưới tình huống như vậy mới có thể đủ cảm nhận được toàn bộ thế giới cộng đồng kháng địch đoàn kết lực lượng sở hữu ân thủ cũ oán tại đây một khắc đều không tồn tại tiêu viêm còn đang không ngừng thâm nhập dần dần ở này trước mặt xuất hiện một cái thật lớn quang động kia vô số quỷ ma đó là từ này quang động bên trong trào ra tiêu viêm thấy thế đó là không có do dự một đầu đó là tài vào quang động giữa đáng giận lại muốn cướp đầu người cố chúng sinh người chớ có vô sỉ tà tôn theo sát ở tiêu viêm phía sau cũng là cùng hoàn toàn đi vào quang động giữa mà ở này quang động lúc sau liền không hề là thần hy thế giới mà là đi tới quỷ ma vực mênh mông cuồn cuộn quỷ ma đang ở chen trúc giống nhau thông qua quang động dũng mãnh vào đến thần hy giữa, tiến vào quỷ ma vực sau, tiêu viêm ngẩng đầu, đó là nhìn đến này phiến thế giới trước mắt vết thương, tràn ngập nùng liệt tử khí, mất đi kỳ. Giống như mênh mông thế giới giống nhau, đã muốn chạy tới thế giới trung mạt, diệt vong sắp tới, chúng nó cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xâm lấn, nhưng thế giới cũng là như thế, cá lớn nuốt cá bé, cường giả sinh, bại giả chết, đây là đào thải pháp tắc, thế giới cũng là như thế quỷ ma vực được ăn cả ngã về không, hoặc là thành công, hoặc là diệt vong, chúng nó đã là đã không có đường lui, tại đây một khắc, sớm đã không tồn tại chính ta vừa nói. Nhưng đối với thần hy tới nói, sở hữu mà sát đều là vì bảo hộ thế giới của chính mình, chiến tranh là thảm thiết, càng sẽ không có thương hại vừa nói, chỉ có sinh tử. Tiêu viêm trong mắt hơi ngưng, giờ khắc này hắn trong lòng suy tư rất nhiều, nhưng cũng bình bạch điểm này, quỷ ma vực không có đường lui, thần hy cũng giống nhau không có đường lui thân hình lần thứ hai hoàn toàn đi vào vô số quỷ ma bên trong, hung hãn đến mức tận cùng lực lượng ở tiêu viêm mỗi một cái nắm tay phía trên bùng nổ, vô số quỷ ma vừa cường ra vọt tới, nhưng kết cục như cũ như thế, không có bất luận cái gì quỷ ma có thể là tôn thượng đối thủ, đây là một loại tuyệt. Đối lực lượng cường đại, tiêu viêm không cách nào hình dung, này một cái chớp mắt hắn chỉ cảm thấy sở hữu hết thảy giống như trang giấy giống nhau bạc nhược, hắn chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể dễ dàng oanh thành dập nát, ong, ong. Lúc này một cổ lực lượng cường đại nháy mắt hướng tới Tiêu Viêm bao phủ mà đến, đây là Tiêu Viêm lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp, đương nhiên, chẳng qua là uy hiếp, cũng không thể sinh ra bất luận cái gì chấn áp. Này không phải đến từ bất luận cái gì quỷ ma, mà, mà là đến từ cùng này phiến thế giới ý chí, là thế giới cảm nhận được xâm nhập quỷ ma vực Tiêu Viêm, nó muốn dùng thế giới ý chí lực lượng mà sát Tiêu Viêm, đương nhiên, nó cũng đồng dạng cảm thụ được đến Tiêu Viêm cường đại. Tiếp theo nháy mắt lệnh tiêu viêm đều cảm giác được vô cùng khiếp sợ một màn ở hắn trước mắt bày ra ầm 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 phóng nhãn nhìn lại vô số quỷ ma lại là nháy mắt tự bạo huyết nhục bay tứ tung này tự bạo số lượng không phải lấy trăm vạn hoặc là ngàn vạn tính toán mà là số lấy chục tỷ trong nháy mắt phảng phất toàn bộ quỷ ma vực đều biến thành một cái biển máu càng là có thể nghe được ngập trời kêu rên kêu thảm thiết tiếng động vang vọng khuếch tán biển máu bắt đầu xoay tròn tiêu viêm cùng khoan thai mà đến tà tôn đều là bị biển máu sở bao phủ dù vậy còn có vô số quỷ ma đặt mình trong với biển máu bên trong sau một lát ở kia biển máu xoay quanh trung ương nhất có một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ đầu có hai sừng mặt có sáu mắt cầm trong tay một thanh huyết sắc cự liêm chỉ thấy kia cuồn cuộn biển máu điên cuồng dũng mãnh vào này thân thể trong vòng kia mênh mông cuồn cuộn biển máu theo sau không thể tưởng tượng gian vô giọt không dư thừa dũng mãnh vào trong đó giống huyết sắc thân ảnh phát ra một tiếng đinh tai nhức óc giống giận tiếng động hướng tới tiêu viêm cùng tà tôn giết gào, người giống cái trứng. Này tiếng giống giận vừa mới truyền ra, chỉ nghe thấy một bên tà tôn không tức giận nổi giận nói, giơ tay, một đạo hắc quang đó là chiều này thổi quét mà đi, phanh. Hắc quang tới gần, huyết xác thân ảnh tốc độ cực nhanh tránh né mà khai, nhưng tà tôn hắc quang lại là bỗng nhiên vừa chuyển công, oanh người này trên người. Thoạt nhìn vô cùng khí phách thân ảnh nháy mắt nổ mạnh. Còn tưởng rằng sẽ là một hồi tương đối kịch liệt chiến đấu, tiêu viêm lộ ra thất vọng tri xác ha ha lần này ta thắng tà tôn đối với tiêu viêm cười to tiêu viêm bất đắc dĩ quả thực không nghĩ tới ấp ủ nửa ngày lại là không chịu được như thế một kích nhìn nửa ngày tựa hồ đã không có động tính đó là có thể xác nhận đích xác đã bị tà tôn nhất chưa liền đánh chết kẻ hèn như thế quỷ ma vực lại là dựa vào cái gì dám vào xâm thần hy tiêu viêm bất đắc dĩ cười khổ cũng như mới vừa rồi thân ảnh giống nhau quỷ ma vực đối với thần hy tới nói có vẻ bất kha một kích này liền xong rồi cấp ra tới điểm tình cảm mãnh liệt a à. tà tôn giết gào nói khi nói chuyện chỉ thấy tà tôn hướng tới không trung đột nhiên oanh ra số quyền tiếp theo nháy mắt toàn bộ hư không đều là giống như kính mặt giống nhau hỏng mất rách nát một cổ lực lượng cường đại ở tiêu viêm trong cơ thể kích động cổ lực lượng này tự hồ tính toán là nhất cử đem quỷ ma vực cấp hủy diệt tiêu viêm giấu tay bay nhanh ngưng kết đương nhiên tiêu viêm nhưng không hiểu này giấu tay mà là tự nhiên mà vậy thi triển chính là tôn thượng có được thủ đoạn một cổ xanh thảm sắc hơi thở từ trong cơ thể tràn ra sau một lát ở tiêu viêm phía sau hình thành một đạo u lam sắc thật lớn thân ảnh hai mắt phát ra quang mang chói mắt hư, hư. hai mắt chùm tia sáng kích động giống như giỏ xuyên qua toàn bộ quỷ ma vực quang mang dưới quỷ ma vực lại là bay nhanh hỏng mất kia vô số quỷ ma càng thêm điên cuồng nhằm phía quang động nhưng chúng nó kỳ thật biết được kết cục đã định quỷ ma vực nhất định thua tiêu viêm nhìn phía sau khổng lồ u lam thân ảnh nhìn chăm chú vào kia hai mắt, bỗng nhiên ánh mắt hơi hơi một ngưng, này chẳng lẽ chính là mắt chó chân thân, tiêu viêm kinh dị lầm bầm mở miệng, đáng giận, không cướp được đầu người liền hủy người khác quê quán. Tà tôn giờ phút này ở một bên giận chừng mắt tiêu viêm, chợt hắn cũng là quyết đoán ra tay, quỷ ma vực nhanh chóng hỏng mất, tiêu viêm từ vô số trong lời đồn đi tưởng tượng quá tôn thượng là cỡ nào cường đại, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, tôn thượng lực lượng lại là có thể phá hủy một cái thế giới. Hủy diệt thế giới, Bước này lực lượng sớm đã vượt qua thần chi phạm trù, nhưng giờ khác này tiêu viêm càng không hiểu, như thế cường đại tôn thượng, vì sao còn sẽ ngã xuống. Tiêu viêm khó hiểu, ít nhất trước mắt mới thôi tiêu viêm vô pháp lý giải, đã cụ bị có được hủy diệt thế giới năng lực, kia lúc này đây luân hồi lại là ở vì cái gì, đối này, tiêu viêm đều đến lý do chỉ có một. Cho dù cường như lúc này tôn thượng hoặc là tà tôn, đều không thể ứng đối lớn hơn nữa tai nạn, trừ phi trở nên càng cường đại hơn mới có này kế hoạch, cho nên, tôn thượng cùng tà tôn đều vẫn chưa đạt tới lực lượng chân chính cuối bọn họ đem hy vọng ký thác cho tiêu viêm tiêu viêm cười khổ hắn không biết tôn thượng cùng tà tôn là nơi nào tới lòng tự tin có thể trưởng thành đến tôn thượng như vậy trình tự kia đều là thế gian đứng đầu thả không thể siêu việt tồn tại mặc dù tà tôn từ đầu đến cuối đều ở cùng tôn thượng đánh giá nhưng tự ổ tôn thượng chỉ là chưa từng có chân chính nghiêm túc cùng với một trận chiến mà thôi rốt cuộc đi tới như vậy trình tự tuyệt đối cường đại cũng là một loại vô biên cô tịch u la người khổng lồ hai mắt phát ra chùm tia sáng dưới quỷ ma vực giống như một mặt bị đánh bại gương lấy vẻ gãy nghiền nát tốc độ hỏng mất tiêu tán những cái đó không kịp quỷ ma cũng là cùng chúng nó thế giới cùng tiêu tán ở hư vô bên trong quỷ ma vực hỏng mất tiêu viêm thân hình cũng là sau này đào bắn một lần nữa thông qua quang động trở về tới rồi thần hy thế giới mà theo quỷ ma vực biến mất quang động cũng là ở dần dần thu nhỏ lại cho đến biến mất tuy rằng có vô số quỷ ma đã xâm nhập tới rồi thần hy bên trong nhưng chúng nó đã là tất bại tri cục. Dù vậy, muốn bạt sát tiến vào thần hy bên trong sở hữu quỷ ma, đồng dạng cũng là một hồi cực kỳ tàn khốc chiến tranh. Liên ở tiêu viêm tính toán tiếp tục tiêu diệt này đó quỷ ma là lúc, bỗng nhiên một đạo cường đại hắc quang đó là bao phủ mà đến, tiêu viêm lập tức vung tay áo bảo, đồng dạng cũng là càng vì lực lượng cường đại chấn động mà ra, cùng kia hắc quang đối chạm vào cùng nhau. Âm âm chi gian, hai người đối chạm vào hình thành mãnh liệt đánh sâu vào như cơn lốc giống nhau quét ngang mà khai, quanh mình vận khí không tốt quỷ ma trực tiếp bị này đánh sâu vào cấp quét ngang mà diệt, mà công kích tiêu viêm không phải người khác, đúng là tà tôn. Khặc khặc, quỷ ma vực đã vẫn diệt, không đáng sợ hãi, nên chúng ta đánh một trận, tà tôn giọng nói rơi xuống, chỉ thấy ở xa mấy đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng tới tiêu viêm gào thét và đến. Trong nháy mắt đó là tới gần tiêu viêm, cường đại vô cùng hắc quang giống như màn trời giống nhau, này thế đó là phải đối tiêu viêm tiến hành chấn áp, tiêu viêm hai ngón tay khép lại, giơ tay tùy ý một chạm, hắc quang hỏng mất, lần thứ hai phất tay mấy lần, vài đạo thân ảnh đó là trực tiếp hỏng mất tử vong. Cố chúng sinh, người không biết xấu hổ, hủy tạ phân thân, tà tôn phẫn nộ thanh âm truyền đến, tiêu viêm cười khổ, ngắn ngủn giao thủ, là có thể cảm giác được hai bên trên thực lực chênh lệch. Nguyên lai, like, tôn thượng vẫn luôn đều ở nhường nhịn tà tôn, đi tới cái này trình tự tôn thượng, khả năng tà tôn đã là hắn số lượng không nhiều lắm bằng hữu đi. Tuy rằng có chút thời điểm thực phiền nhân, nhưng tôn thượng đã thói quen tà tôn tồn tại nếu tà tôn đột nhiên biến mất tôn thượng có lẽ còn sẽ bởi vậy mà mất mát đi kỳ thật chỉ cần tôn thượng nguyện ý tà tôn căn bản không có khả năng là đối thủ ít nhất tiêu viêm giờ phút này cảm thụ chính là như thế nếu hắn lúc này muốn hạ tử thủ tà tôn không có bất luận cái gì chiến thắng hắn khả năng thực lực có tuyệt đối chênh lệch tiêu viêm không có đi để ý tới tà tôn mà là tiếp tục tiêu diệt này dũng mãnh và thần hy đại lượng quỷ ma mênh mông cuồn cuộn nếu tiêu viêm không ra tay như vậy thần hy như cũ sẽ bởi vậy mà chết trận rất nhiều chiến sĩ. Tiêu viêm một bên rửa sạch đại lượng quỷ ma, một bên cùng phía sau theo đuổi không bỏ vô năng của nộ tà tôn đối kháng. Phía trước tiêu viêm thậm chí còn một lần cho rằng tà tôn cùng tôn thượng thực lực tương đương, hiện tại mới biết được, nguyên lai giữa hai bên thực lực chênh lệch thế nhưng như thế to lớn, tà tôn theo đuổi không bỏ, đó là đối chính mình không có một chút tự mình hiểu lấy, đương nhiên, cũng có khả năng tà tôn biết được, tôn thượng. Sẽ không đối hắn hạ sát thủ, cô ý quấy dày uy cô chúng sinh có loại liền cùng ta một trận chiến tránh tới trốn đi tính cái gì anh hùng hào hán tà tôn kia không biết điều thanh âm tiếp tục truyền đến tiêu viêm cười khổ nay đến là nhiều không có tự mình hiểu lấy mới có thể như thế ta muốn cùng ngươi sau một lần khẳng định là ta lớn hơn nữa Tiêu viêm không biết như thế nào trả lời chính mình mới vừa rồi không chút để ý một câu tựa hồ nháy mắt thành tà tôn tâm ma ồn ào nhất định phải cùng tiêu viêm ganh đô cao thấp bất quá hình ảnh lần thứ hai như gió, hết thảy tùy theo tiêu tán. Thần kiếp như vậy kết thúc, Tôn thượng thể nghiệm tạp cũng dừng ở đây, lần thứ hai trở về tới rồi hắc ám giữa thời điểm, hết thảy một lần nữa về tới vừa mới đột phá đến cửu tinh đấu thần trong thân thể khi, cái loại này thực lực chi gian chênh lệch cảm, làm Tiêu Viêm cũng một loại nháy mắt từ thiên đường ngã xuống đến. Địa ngục cảm giác mất mát, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, cường đại cảm giác đích xác lệnh người nghiện a, à, vui sướng cùng thống khổ chỉ có người chân chính đi đến kia một ngày mới có thể minh bạch. Kiếp thanh âm vang lên, tiêu viêm nghe vậy khẽ gật đầu, có một ít hiểu được chính như kiếp lời nói, chỉ có chính mình đi đến kia tòa sơn, nhìn đến trước mặt phong cảnh khi mới có thể minh bạch hết thầy, tiêu viêm khẽ gật đầu, chờ mong người đột phá đến bất thủ, hình ảnh tiêu tán, thần kiếp như vậy kết thúc. Tiêu viêm từ từ mở hai mắt, một lần nữa cảm nhận được bản tôn thân thể thời điểm, một cổ mãnh liệt dục vọng đó là tràn ngập linh hồn của hắn chính yếu đều là vừa chuyển đầu đó là thấy được thon dài tinh tế như ngọc chân dài trong lúc nhất thời đó là có chút muốn ngừng mà không được thôi tráng hữu lực cánh tay một phen ôm lấy này eo liễu nháy mất liền dũng mãnh vào trong lòng ngực tà hỏa kích động chi gian còm tiêu viêm ở ngay lúc này đều có chút cầm giữ không được cho đến bị ôm vào trong lòng nữ đế trên má nổi lên ửng đỏ mắt đẹp bên trong thu thủy lập lòe phu quân ngươi xác định muốn chơi như vậy kích thích sao nữ đế nói tiêu viêm lúc này mới hồi quá một ít thần tới hơi hơi quay đầu đó là nhìn đến một bên đứng lặng bốn đạo thân ảnh lúc này đều là xấu hổ quay người đi phu quân nếu là thật sự tưởng thép thân có thể xứng phu quân đi toàn rừng cây nhỏ nữ đế lời vừa nói ra tiêu viêm nháy mắt thanh tỉnh không ít ho khan hai tiếng lập tức tránh lui mở ra này không phải hắn bổn ý mà là ma khí làm hắn lúc này dục vọng bị vô hạn phóng đại nhưng cũng thuận lợi làm tiêu viêm đột phá đến cửu tinh đấu thần nguyên khí nội tình đi tới sáu trăm triệu kết hợp song trọng sao trời hài kia đó là mười hai trăm triệu đột phá đến cử tinh đấu thần tiêu viêm vẫn chưa như vậy dừng lại mà là tiếp tục lấy ra mười mấy cánh nguyên đan lần thứ hai ném vào trong miệng tiếp tục tăng lên nhưng có thu hoạch tiêu viêm bỗng nhiên mở miệng hỏi sư tháp biết được tiêu viêm sở cần lập tức tiến lên đây bàn tay mở ra rõ ràng là hai quả nạp giới thâm cử cũng là hiểu ý biết được tiêu viêm có thu thập nạp giới thói quen đây cũng là hắn duy nhất lấy lòng tiêu viêm cơ hội muốn mạng sống liền xem tiêu viêm lạnh không cảm kích thầm cự cũng là tiến lên mở ra bàn tay lại là có bảy tám cái nạp giới ở tiêu viêm nhắm mắt đột phá thời gian hắn chính là không có nhàn rỗi quanh mình đi ngang qua hoặc là tới gần giả đều là không có buông tha toàn bộ bị này đánh chết sau đó thật cẩn thận sợ đem nạp giới cấp hủy diệt phớt cuộc dâng lên nạp giới là hắn duy nhất cơ hội tiêu viêm tiếp nhận hai người trong tay nạp giới một bên quá tinh cùng ngu tình liền lược hiện xấu hổ rốt cuộc cường như đế chi bất hủ thứ năm bước, chưa bao giờ trải qua cho người ta đánh tạp loại chuyện này. Đương nhiên, các nàng cũng không rõ lắm tiêu viêm có như vậy đam mê, làm không tồi. Tiêu viêm nhận lấy hai người san bắt nạp giới, khẽ gật đầu, thầm cự tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại là vì này vui vẻ, được đến tiêu viêm khen, liền tính truy trách lên, ít nhất cũng có thể có một đường sinh cơ. Nhìn thấy tiêu viêm không nhanh không chậm, quá tinh cùng ngu tỉnh lại là đứng ngồi không yên, giờ phút này liền tính có chắp cánh cũng không thể bay các nàng nhưng thật ra không kiêng kỵ tiêu viêm mà là tiêu viêm bên cạnh người mặc tố nhã liền vái, khóe miệng lúc nào cũng tràn đầy nhiệt nhạt tươi cười một chương chọn không ra bất luận cái gì thì vết mặt đẹp nếu không hiểu được này thân phận đầu tiên sẽ bị này mỹ lệ kinh diễm dung mạo hấp dẫn nhưng nếu biết được nàng là nữ đế kia phòng trừng liền đôi mắt cũng không dám đặt ở này trên người tỷ như giờ phút này quá tinh cùng ngu tình nhị nữ ánh mắt là hoàn toàn không dám đánh giá nữ đế cũng không dám trốn bởi vì các nàng biết phật nhìn bộ sáng tiếu lệ nữ đế nội tâm lại là một cái sát phạt quyết đoán cực tàn nhẫn đàn bà các nàng chỉ cần dám trốn phòng chừng liền cùng kia quá hư cường giả vô dị chết sẽ cực kỳ thê thảm không tồi lại đạt được một trăm cái nguyên đan tiêu viêm đem trong tay nạp giới đều thu quát một phen sao chỉ lấy hắn trước mắt sở cần đương nhiên này đó nạp giới giữa được không ngoại lệ đều có số lượng bàng bạc thần nguyên khí đan rốt cuộc đi vào nơi này đều là một phương cường giả đạp giới bên trong tài liệu càng là nhiều đếm không xuể nhưng tiêu viêm như cũ chỉ thu hiện giờ sở cần nguyên đan cùng thần nguyên khí đan đến nỗi tài liệu hết thảy đều thu thập lên chưa đến trở về thần hy sau đang đi tới hắc tàng thần thụ nhìn xem có thể hay không đối bát hoa nguyền trọng xích cùng với mặt khác vũ khí áo giáp tiến hành cường hóa cải tạo tiêu viêm không có thống kê quá chính mình trong tay có bao nhiêu tài liệu có này đó tài liệu nhưng có một chút không thể nghi ngờ vô luận hữu dụng vẫn là vô dụng tiêu viêm hiện giờ trong tay thu thập đến tài liệu cũng đã là phi thường nhiều. Không chỉ có như thế, còn có các loại dược liệu, các loại hy hữu linh dược, ngại với bức thiết tăng lên thực lực, luyện dược cũng bị tiêu viêm thời gian dài sở gác lại. Nhưng không đại biểu tiêu viêm ở luyện dược phương diện đã không có tiến triển, thu thập dược liệu cùng phương thuốc. Nếu có thời gian tiêu viêm nhất định sẽ luyện chế càng cường đại hơn đan dược, đạt tới hiện giờ như vậy trình tự, phải đối đấu thần hoặc là bất hủ cường giả có điều tác dụng đan dược, luyện chế lên càng vì phức tạp hơn nữa yêu cầu dược liệu càng thêm hy hữu tiêu viêm đi tới cửu tinh đấu thần lại sau này đó là bất hủ tiêu viêm thả còn không biết hiểu đột phá bất hủ phải làm chút cái gì chuẩn bị bất quá tất nhiên không có khả năng như đấu thần như thế đơn giản đột phá đến cửu tinh đấu thần sau tuy rằng còn cùng bất hủ có không nhỏ chênh lệch nhưng cũng muốn xuống tay đột phá đến bất hủ chuẩn bị quá tinh ngu tình nhị vị đó là san thần cùng bất hủ thần tôn tiêu viêm rốt cuộc là ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía quá tinh cùng ngu tình nhị nữ nghe vậy thân hình hơi hơi chấn động đế chi bất hủ thứ năm bước sau mặc dù đối mặt tổ xuất cũng chưa bao giờ từng có loại này sợ hãi cảm giác là nhị nữ không dám có điều giấu giếm bởi vì tiêu viêm bên cạnh nữ đế ý cười doanh doanh cũng nhìn chăm chú vào các nàng các ngươi tới đây mục đích là mời ta đi san thần cung làm khách sao tiêu viêm nhướng mày nhị nữ nghe vậy ngẩn người theo tiêu viêm lời nói cả con bổ thóc thức và nhanh gật đầu vậy không sai phía trước có cái kêu nguyên duy cũng là mời ta đi nhưng ta không muốn đi cho nên hắn liền tính toán giết ta cho nên các người cũng giống nhau sao tiêu viêm cười cười tiếp tục nói nghe đến đó thời điểm nhị nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi đại nhân hiểu lầm chúng ta chính là tới thế nguyên duy xin lỗi phụng tổ rất cung chủ trì mệnh mời đại nhân đi san thần cung làm khách cũng sẽ vì này trước đường đột cùng mạo muội xin lỗi ngu tình tiến lên một bước đó là cung kính ôm quyền chắp tay nói thì ra là thế xem ra thật là ta hiểu lầm ta còn tưởng rằng các người lén lút tới gần là tính toán ẩn núp ám sát ta tiêu viêm gây tùng tìm đôi mắt mị thành một cái phùng nhị nữ chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ cười làm lành đúng vậy đúng vậy còn thỉnh đại nhân không lấy làm phiền lòng quá tinh gật gật đầu phù hợp nói ngu tình lập tức dùng cửu tay đỉnh đỉnh quá tinh ý bảo nàng đừng lung tung mở miệng đương nhiên ta cũng là dĩ hòa vi quý phi tất yếu tình huống không nghĩ giết người nhưng ta cảm thấy nhị vị ở vũ nhục ta tiêu viêm nói chuyện chi gian giơ lên khóe miệng dần dần phương bình ánh mắt lạnh lùng nhìn nhị nữ. Nhị nữ trên bà tươi cười đột nhiên im bật, hiển nhiên tiêu viêm nhưng không các nàng trong tưởng tượng như vậy hào lừa, nói nửa ngày đều là ở cố ý trêu chọc. Còn thỉnh nữ đế tha mạng, ta chờ cũng bất quá là phụng cung chủ chi mệnh, không được vì này, ngu tình lập tức đó là quỳ lại xuống dưới, quá tinh phản ứng lại đây cũng là quỳ lại trên mặt đất, tổ sắt cho các người chân chính mệnh lệnh là cái gì, tiêu viêm lạnh lùng hỏi. Nhị nữ dừng một chút, ngu tình cũng là một cắn ngân nha, giờ phút này đã là vô pháp xấu giếm trước mắt cùng các nàng cung chủ lớn lên giống nhau như đốc nam tử trong lòng cơ lòng dạ thượng hai người như bộ dáng giống nhau không có sai biệt tìm cơ hội mặt sát ngu tình nói ra bốn chữ tiêu viêm nghe vậy đó là cười cười xem ra là tính toán mời ta thi thể trở về làm khách a nhìn nữ không dám trả lời giữa chán đều là toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh hơn nữa nhìn tiêu viêm nói chuyện ngữ khí tựa hồ nữ đế đều phải nghe theo người này còn đây là làm nhị nữ nhất kinh ngạc các nàng cũng là thật sâu hoài nghi tiêu viêm thân phận, lại vô luận như thế nào suy tư đều là khó hiểu thứ nhất. Nhị, chỉ biết được tiêu viêm là từ thần hy mà đến, nhưng dù vậy, cũng đoạn không có khả năng làm nữ đế đối hắn như thế coi trọng, thậm chí vì này thỏa mãn hết thầy yêu cầu, cung chủ chi lệnh, làm thuộc hạ cũng là phụng mệnh hành sự, mong rằng đại nhân tha mạng, ngu tình tiếp tục cầu tình. Nếu cũng là phụng mệnh hành sự, các người hai người phải đi là quả quyết không có khả năng, hiện giờ muốn mạng sống ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, tiêu viêm chậm rãi nói khi nói chuyện trong bắt đó là có ánh sao lập lòe đại nhân mời nói nhìn nữ đều là lại lần nữa thật mạnh ôm quyền tu luyện cho tới bây giờ dữ dội không dễ các nàng nhưng không có nhìn thấu sinh tử càng không muốn chết ở chỗ này đầu tiên rào ra các người hai người hồn huyết từ nay về sau phụng ta là chủ tiêu viêm nhìn nhị nữ nhẹ, nhẹ giọng nói nhị nữ nghe vậy tức khắc lộ ra vẻ khó xử tiêu viêm nhìn nhị nữ mặt lộ vẻ khó xử nhíu mày đại nhân không phải ta chờ không muốn chỉ là ta chờ cũng hiến tế hồn huyết, cung chủ nếu là biết được, ta chờ cũng đồng dạng sẽ thần hình đều diệt, ngu tình cắn răng nói, trên mặt lộ ra khổ sắc. Kiên nếu là làm hắn không biết liền có thể, tiêu viêm trả lời nói, nhị nữ hơi hơi sửng sốt, vô tình sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên nàng đã đoán được tiêu viêm trong lòng sở tư, đại nhân yêu cầu chúng ta làm cái gì, vô tình so với quá tinh, hiển nhiên tâm tư càng kín đáo, trực tiếp mở miệng nói. Tiêu viêm nhìn ngu tình, hơi hơi mỉm cười, chờ trên mặt biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Tự nhiên là, phá trận, phá trận, nhị nữ nghe vậy đều là cả kinh, cuốn vân đổi thiên trận, nhị vị hẳn là không xa lạ. Tiêu viêm tiếp tục nói, nhị nữ nghe vậy đều là có thể thấy các nàng thân hình đều là bỗng nhiên chấn động. Trận này đối với san thần cung tới nói dữ dội quan trọng đó là không cần nhiều lời, có thể trưởng thành cho tới hôm nay như vậy cường đại trình tự, càng là muốn ít nhiều trận này, hơn nữa các nàng hồn huyết đều là hiến tế trận này giữa, một khi trận này bị phá các nàng cũng đồng dạng sẽ bởi vậy mà bỏ mình. Tựa hồ như thế nào xem ra, các nàng vận mệnh đều đem là hẳn phải chết chi cục. Phu quân, người yêu cầu này chỉ sợ các nàng vô pháp làm được, theo ta được biết, các nàng tánh mạng đều là cùng trận này tương liên, phá trận, tương đương muốn mệnh, một bên nữ đế ôn nhu mở miệng, có như vậy một chuyện sao. Tiêu viêm cũng là cảm thấy kinh nghi, không nghĩ tới các nàng tánh mạng thế nhưng sẽ cùng đại trận tương liên, nhìn nữ đáng thương vô cùng gật gật đầu, tiêu viêm nghe vậy đó là cao mày nháo nháo cằm, ta nghe nói tổ rất yêu thích sắc đẹp nếu không tiêu viêm nói nữ đến những mày ngươi ở nơi nào nghe nói khổ thụ tiêu viêm ho khan hai tiếng lộ ra một cái xấu hổ mà lại không mất lễ phép tươi cười cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc cũng là thuộc về tôn thượng truyền thế hẳn là ở nào đó tính cách thượng vẫn là đại khái xuất có chút tương tự cung chủ dài lệ ba nghìn ta chờ cũng bài không thượng hào a quá tinh chưa sót cười nói xem nàng bộ dáng nhưng thật ra tưởng bị tổ rất sùng hạnh luận thực lực xác thật không kém nhưng luận mỹ mạo tổ rất hậu cung mỹ dưỡng nữ tử tựa hồ nhiều không kể xiết nữ đế lúc này bất thiện ánh mắt hướng tới tiêu viêm đánh giá mà đến ngươi cũng có dài lệ ba nghìn sao nữ đế tuy rằng mặt mang mỉm cười lại cảm giác có một trận gió lạnh thổi tập lệnh người lông tơ đứng thẳng khụ khụ đương nhiên không có tiêu viêm cười gượng nói nói như thế nào đến cuối cùng còn đem chính mình cấp hố hơn nữa ta ngươi tổng cộng có mấy cái nữ đế lần thứ hai hỏi khụ khụ nếu không thể phá trận, khi liền khống trận, ta yêu cầu ngươi cho ta cuốn vân đổi thiên trận sở hữu mắt trận, tiêu viêm bộ dáng nghiêm túc nói, vội vàng rời đi đề tài, hỏi lại đi xuống, liền thật giấu không được. Nhị nữ nghe vậy đó là dừng một chút, các nàng cũng không tín nhiệm tiêu viêm, một khi bại lộ mắt trận, nếu tiêu viêm thực sự có phá trận năng lực, hắn chắc chắn không chút do dự đem đại trận công phá. Thôi, các ngươi nếu không muốn cũng đúng, vậy chỉ có thể thỉnh các ngươi lưu lại nơi này, nếu không có giá trị lợi dụng, các ngươi cũng không có sống sót lý do tiêu viêm nói đó là chậm rãi đứng dậy sát ý tự thân dâng lên động viện nhi ta trước đánh đánh không lại người lại ra tay tiêu viêm nói đó là chạm chạm nắm tay liền phải tính toán động thủ hảo nữ đấy dứt khoát lưu loát phu sướng phụ tùy vậy không có biện pháp đại nhân đây là chúng ta hồn huyết nhìn nữ thấy thế tựa hồ không có các nàng thương lượng đường sống nếu lại vô nghĩa đi xuống phòng chừng liền thật là tử lộ một cái mà kệ cái gì hiện tại trước đem mạng nhỏ cấp bảo hạ tới lại nói. Liền ở tiêu viêm tính toán động thủ thời điểm, nhị nữ cùng dâng ra hồn huyết, tiêu viêm nhìn nhị nữ liếc mắt một cái, theo sau đó là đem hồn huyết nhận lấy, trượt thuận tay đưa cho nữ đế, viện nhi bảo quản, các nàng nếu là có bất trùng cử chỉ, liền có thể trực tiếp mà sát. Tiêu viêm nói, nhị nữ cười khổ, đưa cho nữ đế bảo quản, phòng trừng thật chính là thập tử vô sinh, hoặc là tiêu viêm đúng như hắn lời nói, chỉ khống trận không phá trận, nhưng muốn khống trận, mặc dù biết được mắt trận cũng vô pháp làm được a à, tầm như cho tàn nhị nữ giờ phút này khó chịu đến cực điểm các người cung chủ phân thân ở đâu tiêu viêm trượt lại hỏi cung chủ phân thân quá tinh cùng ngu tình đều là liếc nhau tựa hồ cũng không biết được giống nhau như vậy không giống như là giả vờ đại nhân thật không dám giấu giếm việc này chúng ta đích xác không biết tiêu viêm nhíu mày các nàng thân là bất hủ thần tôn như thế nào sẽ không hiểu được tổ sất có phần trước người tới cung chủ có phần thân chuyện này chúng ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhị nữ nghiêm túc nói, tiêu viêm cả kinh, không chỉ có không biết tổ sất có phần trước người tới, lại còn có không hiểu được tổ sất có phần thân, các người tới đây không phải hắn sở hạ lệnh. Tiêu viêm tiếp tục hỏi, nhị nữ lúc này mới phản ứng lại đây, vì sao dọc theo đường đi đều có thể thu được cung chủ ngọc lệnh, nguyên lai là các nàng cung chủ ẩn tàng rồi phân thân, thậm chí che giấu các nàng, chuyện này mặc dù là thân ở san thần cung cao tầng các nàng cũng là đứa này không biết, là nhưng chúng ta cũng xác thật không biết cung chủ có phần thân tồn tại ngu tình cười khổ nói xe này nghiêm túc bộ dáng tiêu viêm không có tiếp tục làm khó dễ thôi nếu lúc sau còn có mệnh lệnh không thể giấu giếm tiêu viêm nói những lời này còn có một cái ý tứ chính là không có tính toán phóng các nàng đi rồi chuyến này ngươi chờ đều đi theo ta làm tổ sất cảm giác các ngươi đã tiếp cận ta lúc sau ta sẽ phối hợp các ngươi diễn một tuần kịch nhưng các ngươi cũng đến phối hợp ta bị đánh tiêu viêm nói nhị nữ nghe vậy trên mặt khổ sắc kích động. Hiện tại các nàng hai đầu khó xử, đến tột cùng là tin phục với tổ sất, vẫn là nghe tin với tiêu viêm, ít nhất hiện tại xem ra, nữ đế so tổ sất càng cụ uy hiếp, tuy rằng chỉ là nghe nói nữ đế nghe đồn, nhưng mới vừa rồi chiến đấu, các nàng thiết thân cảm nhận được cái loại này vô cùng cường đại nghiền áp. cảm thậm chí làm các nàng một chút phản kháng tâm lý đều sẽ không có, tổ sất cũng chưa bao giờ từng có bực này khủng bố cảm giác áp bách. Nhị nữ cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới mặt đất tiếng gầm rú càng ngày càng cường liệt tiêu viêm cũng là phát giác tới rồi khác thường mọi người toàn bộ sôi nổi bay lên không đi tới từng cây đại thụ chi đỉnh hướng tới ở xa nhìn qua đi tìm theo tiếng chứng kiến mặt đất nặng nề thanh âm phảng phất có cự vật dưới nền đất mấp máy sau một lát toàn bộ mặt đất đều bắt đầu quay cuồng sở hữu cây cối thổ điện núi non tất cả sụp đổ toàn bộ không gian giống như tận thế chi cảnh còn tồn tại trong đó đều là huyền phù giữa không trung nhưng cũng chỉ dám ở giữa không trung Com lại trên đỉnh đó là màu đỏ lưới lớn, không người dám tới gần, xôi trào mặt đất, ầm 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 gian, thổ địa dưới một tòa màu đỏ tươi của tháp chui từ dưới đất lên mà ra, liền ở tiêu viêm đám người trước mặt, sông thẳng tận trời, Nga. Này tháp đảo cũng là thiên hà ma quân trí bảo chi nhất, giết chóc chi tháp, nữ đế nhẹ nghi một tiếng, mắt đẹp hơi trọn, giết chóc chi tháp. Tiêu viêm lầm bẩm, toàn bộ tháp cao tới mấy ngàn trượng, liền ở tiêu viêm ngẩng đầu còn ở đánh giá là lúc, một cổ cường đại hút xả lực, đó là trực tiếp đem mọi người tất cả hướng tới tháp nội hút đi. Mới đầu tiêu viêm còn đi phản kháng, bất quá hậu trì hậu giác, này định là thiên hà ma tôn khảo nghiệm, rõ ràng là đổi chạm kiểm soát, từ bỏ chống cự lúc sau, mọi người cùng với hút xả lực toàn bộ bị hút vào trước mặt đỏ tươi ướt át thật lớn bên trong. Này tháp tản ra nùng liệt, vô cùng sát khí, phảng phất vừa mới từ nào đó thật lớn sinh vật trong cơ thể vớt ra giống nhau, cùng với còn có càng vì nồng đậm xương xám, cũng chính là ma khí. Tiêu viêm hít sâu một hơi, nhưng tự hồ đã bắt đầu thói quen ma khí, rốt cuộc tiêu viêm nước phục trăm cánh nguyên đan, trong cơ thể ma khí đã phi thường chi nồng đậm, ma khí càng là nồng đậm, tiêu viêm tự hồ cũng càng thêm hưng phấn. Ở cường đại hút xả chi lực hạ, bỗng nhiên mọi người toàn bộ bị hút đến bất đồng phương hướng, không thể không mạnh mẽ tách ra tới. Tiêu viêm bên cạnh chỉ có nữ đế còn ở, tự hồ bọn họ đều là bị hút vào này tháp, chỉ có nữ đế là chính mình chủ động phi tiến này tháp, cho nên cũng không có cùng tiêu viêm chi liềm mở ra. Theo hút xả chi lực, tiêu viêm cũng là tiến vào tới rồi giết chóc chi tháp giữa trong nháy mắt toàn bộ quanh mình đều trở nên u ám lên xương xám hạn chế tầm nhìn ánh mắt có khả năng nhìn đến sự vật cực nhỏ tiêu viêm nơi địa phương mặt đất đều là hư thối dễ cây mặt đất là màu đỏ tươi đầm lầy tại đây trong đó tựa hồ còn có chưa hoàn toàn hư thối thi thể tanh tưởi phóc mũi nữ đế huyền phủ giữa không trung này đó ô chọc chi vật không có chút nào lây dính tiêu viêm vực cảnh linh hồn chi lực đã là giải rác mở ra quanh mình cũng không lớn nhưng lại có rất nhiều hơi thở chen chúc. Cùng lúc đó, đó là có mấy đạo hơi thở đang theo tiêu viêm đánh úp lại, tiêu viêm ánh mắt hơi ngưng, chỉ thấy kia xương xám giữa vài đạo hắc ảnh vô tập mà ra. Tựa người tựa ma, sinh trưởng tứ chi, lại là bò trên mặt đất, trong mắt màu đỏ tươi, trên người sinh trưởng màu đỏ lân giáp, hình thể không lớn nhưng tốc độ cực nhanh, lợi chảo hướng tới tiêu viêm mãnh phát mà đến, trong miệng che kín hai bài bé nhọn răng nhọn. Tiêu viêm nhíu mày, lập tức đó là rút ra bát hoang huyền trọng xích, trên người ngọn lửa bốc lên dựng lên, bỗng nhiên gian đó là hướng tới đánh tới ma vật mãnh tạp mà đi. Số lượng đại khái có 4 năm con bộ dáng, đều là vô khác nhau hướng tới tiêu viêm đánh tới, vô thức chém ra, kia ma vật tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, lại là tránh thoát tiêu viêm này một thước, này lệnh tiêu viêm mày hơi hơn một trọn, nhưng nếu bàn về tốc độ, có võ thần cánh tiêu viêm cũng sẽ không chậm. Hắc kim hai cánh ngưng tụ mà ra, tiêu viêm tốc độ đột nhiên bạo tăng, lần thứ hai xích ảnh rơi xuống, Ma vật đó là bị sinh sôi trục chung, nện ở trên mặt đất, trên người lân giáp có chút tổn hại, nhưng không có phát ra bất luận cái gì tiếng kêu rên, tựa hồ chúng nó không cảm giác được đau đớn, lần thứ hai hướng. Tới tiêu viêm đánh tới, ca ca. Hai chỉ ma vật đánh tới, hung hăng cắn tiêu viêm bắt hoang huyền trọng xích, lúc này tiêu viêm lòng bàn tay bên trong ngọn lửa kích động mà ra, thiêu đốt hỏa diễm chi tâm thức đo, này độ ấm há là tầm thường ma vật có thể chống cự, lập tức đó là nghe được khuyết nhục thiêu đốt thanh âm hai chỉ ma vật hàm răng đều bị sinh sôi năng rớt tiêu viêm huy động bát hoang huyền trọng xích đem ma vật chụp ngã xuống đất mặt lúc sau thuận thế nâng lên bát hoang huyền trọng xích đòn nghiêm trọng ma vật đầu phanh một con ma vật đầu bị sinh sôi chấn vỡ như thế mới đã không có động tính ma vật đánh chết lúc sau từng đạo ma khí đó là hướng tới tiêu viêm kích động mà đến trực tiếp cùng tiêu viêm trong cơ thể ma khí hòa hợp nhất thể tiêu viêm tức khắc cảm giác thực lực của chính mình phảng phất được đến tăng nhiều cả người càng thêm hưng phấn lên bốn năm con ma vật cùng tiêu viêm dây dương một chút sao đều là bị tất cả mặt sát ma khí dũng mãnh vào tiêu viêm trong cơ thể lúc này tựa hồ có ngừng kết dấu hiệu nhưng tiêu viêm chưa từng có nhiều đi để ý trong cơ thể ma khí mà là trừ bỏ ma khí ở ngoài như cũ có tinh thuần nguyên khí dũng mãnh vào tiêu viêm trong cơ thể nguyên khí sao trời bởi vì tinh thuần nguyên khí không ngừng dũng mãnh vào còn ở liên tục bỏ lên chẳng qua tựa hồ tiêu viêm vừa mới mới đột phá tới rồi cửu tinh đấu thần tăng lên tốc độ không tính quá nhanh, có cũng đủ tinh thuần nguyên khí, nhưng tăng lên tốc độ lại trước sau không thể đi lên, giải quyết vấn đề này phương pháp tốt nhất chính là chiến đấu, không ngừng chiến đấu, điên cuồng tiêu hao nguyên khí, như vậy mới có thể được đến càng mau tăng lên tốc độ. Tiêu viêm thân hình vừa động, cứ việc quanh mình xương xám làm tầm mắt chịu trở, nhưng có vực cảnh linh hồn chi lực tiêu viêm lại là có thể trực tiếp thấy rõ, có thể trực tiếp thông qua vực cảnh linh hồn chi lực tìm kiếm đến quanh mình hơi thở, võ thần cánh vừa động, chủ động đi tìm này đó có chứa ma khí lại có chứa tinh thuần nguyên khí ma vật đối với tiêu viêm tới nói đây chính là đại bổ chi vật cũng là hắn trước mắt nhất yêu cầu bất quá tiêu viêm thân hình như gió đó là nhảy vào xương xám giữa nhưng này đó ma vật lại có ba bảy loại bất quá còn tốt là tựa hồ đều còn không có gặp được có thể cùng tiêu viêm địch nổi chi vật mà sát mười mấy chỉ ma vật lúc sau quanh mình dần dần trở nên trống vắng lên tựa hồ đại bộ phận ma vật đều đã bị diệt sát tiêu viêm linh hồn chi lực tàn ra lại phát hiện còn có lưỡng đạo hơi thở này lưỡng đạo hơi thở thực rõ ràng cũng không phải ma vật hẳn là chính là cùng hắn giống nhau bị hút vào trong đó cường giả lúc này tiêu viêm với trong đó một đạo hơi thở khoảng cách rất gần rất xa đó là nhìn đến kia xương xám bên trong đứng lặng một đạo thân ảnh này màu đỏ tươi hai mắt phá lệ bắt mắt đương nhiên đối phương nhìn tiêu viêm thời điểm cũng đồng dạng là một đôi màu đỏ tươi đôi mắt hai người trong cơ thể đều ẩn chứa cực kỳ nồng đậm ma khí nhưng là giờ phút này Tiêu Viêm trong cơ thể ma khí đã ngưng tụ, ở kia trong đan điền, một quả đỏ như máu hồng đan ngưng tụ mà ra, trong cơ thể ma khí tất cả dũng mãnh vào trong đó, nhưng Tiêu Viêm lại không cảm giác được này hồng đan bên trong ma. Khí có gì tác dụng, dù sao hắn còn vô pháp sử dụng ma khí, trong cơ thể ma khí ngưng tụ thành đan, nhưng không có đối hắn thân thể tạo thành xâm hại, chỉ là làm Tiêu Viêm càng thêm hưng phấn, càng thêm thích chiến. Đối phương tựa hồ cũng là như thế, cùng Tiêu Viêm rất xa nhìn chăm chú hai người không có bất luận cái gì đối thoại tiếp theo nháy mắt đều là thân hình đồng thời lực ra hướng tới đối phương bạo lực mà đến đang người này cầm trong tay một thanh tám thước trường kiếm cùng tiêu viêm bát hoang huyền trọng xích bạo oanh ở cùng nhau tức khắc chi gian hỏa tinh văng khắp nơi nhưng tại đây một kích dưới tiêu viêm thân hình đào bắn mà ra bởi vì người này thực lực chính là đế chi bất hủ tiêu viêm hoàn toàn không có cùng với chống lại lực lượng đấu thần không thể tưởng tượng thế nhưng bằng vào đấu thần chi lực còn có thể tồn tại đến bây giờ cầm kiếm nam tử đứng xa xa nhìn tiêu viêm kiếm khí che kín quanh thân tàn ra sắc bén cảm giác có thể là vận khí tốt tiêu viêm trả lời phải không vậy ngươi vận khí hẳn là dừng ở đây nam tử lạnh lùng nói thật cũng không phải châm chọc tiêu viêm thật là đấu thần căn bản là không có cùng hán đối kháng tư cách nam tử nói xong trong tay trường kiếm đó là kiếm khí kích động bất hủ chi lực ở này trường kiếm phía trên lưu truyền tiếp theo nháy mắt đó là giơ tay nhất kiếm nhất kiếm khai thiên bằng bạc kiếm khí giống như có xé rách hết thải lực lượng này nhất kiếm nam tử có tin tưởng mà sát trước mắt cái này đấu thần đối mặt bất hủ đích xác có chút cố hết sức thôi vẫn là không cần miễn cưỡng cho thỏa đáng tiêu viêm nhìn gào thét mà đến kiếm khí trốn là trốn không thoát vậy không bằng trực tiếp ngạnh hám chỉ thấy tiêu viêm giơ tay một thức chém ra thoạt nhìn không có bất luận cái gì nguyên khí dao động nam tử cười lạnh hắn cảm thấy chính mình thi triển này nhất kiếm nhiều ít là có chút xem trọng tiêu viêm, hoàn toàn không cần vận dụng như thế nhiều bất hủ chi lực, nhất kiếm liền có thể làm tiêu viêm thần hình đều diệt, oanh. Kiếm quang bao phủ tiêu viêm, xương xám đều bị sinh sôi sơ tan trên làm lưỡng đạo, giống như hồ nước bị nhất kiếm chảm khai, nam tử xoay người đó là chuẩn bị rời đi, hắn tựa hồ biết được, trừ bỏ tiêu viêm ở ngoài, bên này còn có mặt khác một người. Bất quá liền ở hắn vừa mới xoay người một cái chớp mắt, lại phát hiện chính mình phía sau thình lình đứng lặng một đạo thân ảnh, hắc ha kim hai cánh vỗ, chính cười tùm tìm nhìn hắn, cầm kiếm nam từ đồng tử sậu xúc ở hắn đôi mắt giữa, chỉ một quyền đầu cực nhanh phóng đại, phanh, một tiếng trầm vang, vang vọng mà khai. Cầm kiếm nam tử trong tay tám thước trường kiếm hình như có linh tính, ở mấu chốt một kích thời điểm, trường kiếm chủ động lực ra, vì hắn chủ nhân chặn lại tiêu viêm này một quyền, nhưng như cũ vô pháp toàn bộ ngăn cản, dư lực đẩy lui nam tử, người sau phun ra một mồm to máu tươi, trường kiếm lược khỏi nam tử trong tay. Là lúc, đó là truyền đến ca ca thanh, thân kiếm đứt gáy, nam tử kinh hãi, cánh tay đều đang dùng mình, không biết là khiếp sợ, vẫn là sợ hãi, cũng hoặc là trường kiếm đứt gãy sau phẫn nộ, nguyên lai ẩn tàng rồi thực lực, nhưng người trên người vì sao vẫn chưa có bất hủ chi lực. Nam tử thu hồi đoạn kiếm. Tuy rằng nói chuyện ngữ khí còn tính bình tĩnh, nhưng trên thực tế đã là đầy ngập lửa dần, Tiêu viêm không có trả lời nam tử, võ thần cánh vỗ lệnh tiêu viêm thân hình tốc độ bạo tăng ngọn lửa cùng lôi đình đan chéo gian dũng mãnh vào bát hoang huyền trọng xích giữa phệ viêm sống đánh thước Đây một thước ẩn chứa không chỉ có là ngọn lửa cùng lôi đình cùng bạo năng lượng còn có nguyên thần phân thân cường đại vô cùng thân thể chi lực tiêu viêm giữa mảy chỗ ba đạo tinh ấn chấp động đối mặt tiêu viêm gào thét mà đến cự thước ngọn lửa phóng lên cao lôi đình làm ngọn lửa càng thêm táo bạo nam tử đồng tử sậu xúc chỉ thấy này trong tay quang mang trượt lóe hai thanh một trường một đoàn phi kiếm lược ra, từ mẫu xương lạnh kiếm. Chỉ thấy này giấu tay biến ảo, trong miệng cũng càng là lầm bẩm lưỡng đạo kiếm mang đều là ẩn chứa bất hủ chi lực, bàng bạc xương lạnh chi khí ở này phía trên ngưng tụ, rồi sau đó cùng tiêu viêm công kích ầm ầm đối kháng. Bất hủ chi lực thông qua từ mẫu xương lạnh kiếm hóa thành tận trời hàn khí, muốn đi ngăn cản tiêu viêm ngập trời biển lửa, thực hiển nhiên, nam tử xem nhẹ tiêu viêm này một thước lực lượng, bởi vì hắn xem nhẹ tiêu viêm này một thước, ngọn lửa cùng lôi đình chỉ là phụ trợ, chân chính cường đại chính là huy hạ này một thước. Lực lượng, ầm ầm ầm, từ mẫu xương lạnh kiếm hóa thành hàn khí ngăn cản một cái chớp mắt, bộc phát ra kinh thiên nổ vang, nhưng tiếp theo nháy mắt, song kiếm ảm đạm, trực tiếp bị sinh sôi đánh bay, tiêu viêm cầm thước tới, tiền võ thuẫn. Tu kiếm người, ở lực phòng ngự thượng từ trước đến nay đều bạc nhược một ít, cho nên cũng bị có phòng ngự chi vật, một đạo màu bạc cự thuẫn đem nam từ thân hình bao trùm, tiêu viêm huy động cử thức đã là hung hăng nện xuống phanh lần thứ hai là trầm lục tiếng động cử thuẫn dùng mình thuẫn sau nam tử trong lòng cũng theo cử thuẫn cùng dùng mình hắn vô pháp lý giải tiêu viêm vì sao sẽ có được như thế lực lượng cường đại không có bất hủ chi lực nhưng này một thức chi uy lại là xa xa vượt qua lý chi bất hủ bước thứ hai thậm chí bước thứ ba cường giả hay là hắn là trong truyền thuyết bất hủ thân thể cử thuẫn dưới nam tử bỗng nhiên nghĩ tới cái gì có được như thế lực lượng cường đại thả lại không có bất hủ chi lực, bất hủ thân thể đó là duy nhất khả năng. Oanh. Liền ở nam tử rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận thời điểm, cự thuẫn xuất hiện một đạo cái khe, nhưng tiếp theo nháy mắt cái khe đó là lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ điên cuồng lan tràn, một tiếng nổ vang, cự thuận rách nát, tiêu viêm muốn may cự thúc cùng hăng đệ ở nành ngược chỗ. Có được tam tinh nguyên thần bất hủ thân thể lực lượng, tiêu viêm thi triển ra tới này một kích uy lực không cần nói cũng biết, đến nỗi tên này cầm kiếm nam tử thực lực, cũng gần chỉ là đế chi bất hủ bước thứ hai, có thể ngăn cản đến tận đây đã phi thường cường đại rồi, chẳng qua tiêu viêm hiển nhiên càng cường. Ngực ao hãm đào bắn, bất quá có bất hủ chi lực, cũng là ở đào bắn chi gian đó là tất cả khôi phục, nam tử sắc mặt xanh tím, tiêu viêm thân hình lập tức vừa động, lần thứ hai hướng tới nam tử lao đi, tiêu viêm vẫn là tưởng tốc chiến tốc thắng. Nhưng vào lúc này, tiêu viêm mày nhăn lại, lập tức nâng lên bát hoang huyền trọng xích, xương xám bên trong một tòa phương đỉnh từ giữa không trung giữa hướng tới tiêu viêm gào thét mà đến tiêu viêm đột nhiên một thức chém ra đó là cùng bay vút mà đến phương đỉnh ngạnh hám ở cùng nhau oanh cường đại năng lượng tức khắc tự giữa hai bên thổi quét mà khai phương đỉnh đột nhiên chấn động sao đó là trực tiếp văng ra chỉ thấy phương đỉnh đánh úp lại phương hướng thình linh lần thứ hai xuất hiện một đạo thân ảnh tiêu viêm vực cảnh linh hồn chi lực tàn ra mà vật tựa hồ toàn bộ đều bị đánh chết hiện tại đó là chỉ còn lại có này hai người hơi thở đương nhiên còn có một bên ôm băng chứa thỏ đứng lặng ở xương xám chung rất khó phát hiện nữ đế nguyên lai like còn có giúp đỡ tiêu viêm nhíu mày giúp đỡ ta cũng không phải là hắn giúp đỡ chỉ có giết nhị vị mới có thể thăng cấp tiếp theo tầng giết chóc chi tháp cho nên ta là tới sát nhị vị ở xa thân ảnh trầm giọng mở miệng đế chi bất hủ vực thứ ba tựa hồ cũng là đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin ngữ khí mới có thể như thế cuồng vọng bá đạo ngươi cũng nghe tới rồi hắn là tới giết chúng ta muốn hay không liên thủ tiêu viêm không nhanh không chậm quay đầu trực tiếp nhìn về phía một bên nam tử giờ phút này nam tử sắc mặt xanh tím tương giao chính mình tựa hồ mới là nơi này yếu nhất một cái nghĩ thầm chỉ có làm cho bọn họ hai người trai cỏ đánh nhau bọn họ mới vừa có một đường sinh cơ nhân số đào cũng không nhiều không ít vừa lúc ba người ba người trở thành đối lập quan hệ vô luận ai đối ai ra tay luôn có một phương sẽ chịu lợi cũng hảo các người hai người cùng nhau thượng miễn cho lãng phí thời gian ở xa thực lực đế chi bất hủ bức thứ ba khí phách mở miệng trong mắt màu đỏ tươi ánh sáng càng đậm tiêu viêm ánh mắt hơi ngưng hay là có thể tiến vào đại tháp trong vòng cần thiết thân phụ ma khí người trước thượng tiêu viêm nhìn về phía một bên nam từ đó là cười nói nam tử sắc mặt âm trầm nghe nói tiêu viêm lời nói sao vẫn không nhúc nhích cũng vẫn chưa tính toán nghe theo tiêu viêm dẫn đầu ra tay các ngươi hai người bà bà mụ mụ chút cái gì nếu được không muốn động thủ khi liền ta trước tới ở xa nam tử hờ lạnh một tiếng sát ý tự này trên người phát ra mà ra thân ảnh dần dần tới gần này bộ dáng vừa thấy đó là cái loại này hung ác người, này bên cạnh huyền phù mười mấy đạo hồng mang, mà này đó hồng mang trong vòng rõ ràng là từng đạo đoàn kiếm, giống như dù ngư giống nhau thuần thục với tâm. Dẫn đầu nhìn về phía tiêu viêm, tựa hồ bởi vì ở tiêu viêm trên người cảm thụ không đến bất luận cái gì bất hủ chi lực, cho nên đây là đem tiêu viêm trở thành mềm quả hồng. Bàn chân về phía trước một bước, công thân hình lược tới đồng thời, bên cạnh mười mấy đạo hồng mang cũng là lôi cuốn mạnh mẽ lực lượng hướng tới tiêu viêm bao phủ mà đi tiêu viêm thay thế không nhanh không chậm lại là trực tiếp làm lơ chiều hắn bay tới hồng mang phía sau võ thần cánh đột nhiên hiện lên thân hình tốc độ lập tức bạo tăng hô 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 hồng mang gào thét từng đạo sắc bén kiếm khí điên cuồng cắt nhưng tiêu viêm trực tiếp mặc kệ thân hình trong chớp mắt đó là tới gần nam tử sau đó cất vào bên hông nắm tay bỗng nhiên oanh ra nam tử đồng tử lập tức sậu súc, tại đây một cái chớp mắt một cổ tử vong nguy cơ lại là bao phủ hắn tâm thần rõ ràng thoạt nhìn tầm thường thả không có bất luận cái gì bất hủ chi lực một quyền lại vì gì sẽ có làm hắn tâm thần dùng mình uy năng nhưng hắn cũng không dám chậm trễ cánh tay phía trên trọng khải hiện lên lúc này mới cũng lao anh ra một quyền muốn cùng tiêu viêm quyền đầu cứng chạm vào ngạnh đông hai người nắm tay tiếp theo nháy mắt đó là hung hăng va chạm ở cùng nhau kia bay múa ở tiêu viêm bên người hồng mang tựa ổ tự cấp tiêu viêm cạo gió giống nhau thế nhưng đối tiêu viêm tạo không thành nửa điểm thương tổn đến nỗi người sau cùng tiêu viêm va chạm nắm tay mặc dù bao trùm trọng khải giờ phút này cũng là hỏng mất mở ra tên này đế chi bất hủ bước thứ ba cánh tay trực tiếp bất quy tắc khúc chiết hắn giờ phút này mới phản ứng lại đây thoạt nhìn tựa hồ không có gì hơi thở tiêu viêm mới là này hai người bên trong mạnh nhất một cái đến nỗi một bên bị tiêu viêm oanh đoạn trường kiếm nam tử vốn định ở hai người chiến đấu kịch liệt thời điểm tăng thêm ám toán nhưng là nhìn hai người đối chạm vào này khủng bố một quyền trong lòng đó là càng thêm thấp thỏm hiện tại hắn liền ra tay dũng khí đều không có. Đến nỗi mới vừa rồi, ngữ khí còn cuồng vọng bá đạo nam từ một quyền đã bị tiêu viêm cấp đẩy lui, lúc này hắn thân hình cực nhanh đào bắn, nhưng có được võ thần cánh tiêu viêm tốc độ càng mau, lần thứ hai một quyền chiều này oanh qua đi. Chỉ thấy nam từ phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh, trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường mâu, thân hình nháy mắt ổn định, đoạn rất cánh tay cũng ở mấy cái hô hấp gian liền khôi phục lại, bất hủ chi lực kích động, mô thân chấn động, hóa thành che trời lấp đất mô ảnh bao phủ tiêu viêm. Mà đối mặt này sắc bén công kích, tiêu viêm thân hình lại là như cũ không có tránh né, thân thể phía trên màu đen lôi đình bao trùm, lại là tùy ý những cái đó mô ảnh dừng ở này thân thể phía trên, đang đang đang. Kim thiết tiếng động truyền khai, tam tinh nguyên thần lực lượng cơ thể chính là như thế bá đạo, hỏa tinh văng khắp nơi, chỉ có quần áo rách nát, thân thể lại không có chút nào bị thương, phanh. Tiêu viêm một quyền oanh ra, xuyên thủng đạo đạo mô ảnh, cường đại khí huyết lôi cuốn hung hãn vô cùng thân thể lực lượng, lại là một quyền oanh hướng về phía nam tử ngực. Nam tử bị tiêu viêm như vậy hung hãn kinh sợ không nhẹ, trường mâu thu hồi chè ở trước ngực, này ngực phía trên có ánh sáng nhạt lập lòe, tựa hồ cũng người mặc có lực phòng ngự cực cường nội giáp, đang. Tiêu viêm nắm tay oanh ở này hắc mô phía trên, chưa này hắc mô tính chất cũng là không tầm thường, ẩn chứa chấn kim, nhưng dù vậy, cũng bị tiêu viêm này một quyền áp bách tới rồi cực hạn, nắm tay áp bức mô thần như cũ dừng ở này ngực chỗ tiêu viêm trong mắt hàn mang xẹt qua trên người diệt hư thiên lôi chớp động mỗi một quyền điều thoạt nhìn phi thường bình thường nhưng mỗi một quyền tựa hồ đều như vậy muốn mệnh răng rắc tiêu viêm nắm tay dưới hóc mô cuối cùng chống đỡ tới rồi cực hạn hỏng mất mở ra tiêu viêm nắm tay lực lượng cũng tất cả chút xuống ở này ngực phía trên nam từ ngực ao hãm một mồm to máu tươi hỗn loạn nội tạng phụt lên mà ra thân hình đảo bắn mấy trăm triệu mới tính chật vật ổn định tuy rằng bực này thương thế cũng cực nhanh khôi phục nhưng hắn trong mắt đã là tràn ngập hoàng sợ, hắn như thế nào cũng không có dự đoán được cái này thoạt nhìn nhất không trước mắt, dễ dàng nhất đối phó không có bất luận cái gì bất hủ chi lực dao động tiêu viêm. thế nhưng có được như thế thực lực khủng bố. hắn giờ phút này cũng là phản ứng lại đây, không có nguyên khí dao động nhưng lại có được như thế lực lượng cường đại, chỉ có bất hủ thân thể mới có thể làm được. nhưng biết được thời điểm, hiển nhiên đã là thời gian đã muộn. vị này huynh đài, ngươi thằng nghe ta một lời, ngươi ta hai người đem người nọ mà sát ta có biện pháp làm chúng ta đều có thể đủ thuận lợi tiến vào đến tiếp theo tầng nam tử giờ phút này sắc mặt trắng bệch tự hồ cảm nhận được hắn cùng tiêu viêm chi gian trên lệch nghe người lời nói chúng ta ba người bên trong chỉ có thể có một người ở sau khi thắng lợi mới có thể tiến vào tiếp theo tầng kia không được quyết ra một cái thắng bại tới tiêu viêm chậm rãi nói này một tầng có hai cái danh ngạch chúng ta ba người bên trong chỉ cần mà sát một người có thể nam tử vội vàng nói mặt khác một người đế chi bất hủ bức thứ hai nam tử giờ phút này sắc mặt âm trầm đầu mô đột nhiên liền chuyển hướng về phía hắn, phải không, tiêu viêm nhẹ nghi. Huynh đài yên tâm, ta lời nói toàn thật, tuyệt không có nửa phần lừa gạt, huynh đài nếu tin ta, ta còn biết được giết chóc chi tháp không ít tin tức, ta nguyện ý cùng chung. Nam tử tiếp tục nói, tiêu viêm nghe vậy nhíu mày nhéo nhéo cầm, ánh mắt nhìn về phía một bên vẫn không nhúc nhích cầm kiếm nam tử, nếu là tiêu viêm hai người muốn liên thủ đối phó hắn, như vậy hắn giờ phút này chỉ có thể nhận mệnh. hư, nói hưu nói vượn, chúng ta ba người nhất định chỉ có một người có thể tiến vào tiếp theo tầng ta lại không phải các người hai người đối thủ nhưng người nếu thật muốn tin hắn nhất định sẽ bị này tính kế cầm kiếm nam tử tự nhiên không cam lòng cứ như vậy trở thành pháo hôi tuy rằng hắn cũng không biết được nơi đây quy tắc nhưng vẫn là mở miệng cãi lại nói tiêu viêm nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu hắn nói cũng rất có đạo lý ở xa nam tử sắc mặt trầm xuống tiếp theo nháy mắt đó là bàn chân đột nhiên về phía trước một bước hóa thành một đạo thẳng tắp cầu vồng hướng tới kia cầm kiếm nam tử lao đi cùng với cùng hắn vô nghĩa chi bằng trực tiếp đem hắn cấp giết tiêu hiên đột nhiên liền thành người đứng xem hai người chiến đấu cũng là chạm vào là nổ ngay cầm kiếm nam tử cũng không có chút nào tựa nhược thủ đoạn tần ra tuy rằng là bước thứ hai nhưng biểu hiện ra ngoài quyết tâm cũng thực minh xác mơ tưởng dễ dàng giải quyết rất hắn liền tính đánh không lại trước khi chết như thế nào cũng đến cắn người một khối huyết nhục xuống dưới nhưng bước thứ ba dù sao cũng là bước thứ ba như cụ muốn càng cường một phân, gần chiến đấu kịch liệt nửa nén hương sau, bước thứ hai cầm kiếm nam tử đó là rơi vào hạ phong, trên người che kín vết thương, sắc bén công kích chiều hắn gào thét mà đến. Nhưng hắn đỉnh đầu phía trên cũng có trăm kiếm huyền phù, bước thứ ba nam tử trên người có che kín thương thế, hai người tại đây loại thời điểm, đều là không có giữ lại thủ đoạn, một cái nghĩ phản công, một cái nghĩ phải nhanh một chút đem này đánh chết sau đó thuyết phục tiêu viêm. Hai người đều lòng mang quỷ thai, thủ đoạn thượng đều là tế ra chính mình bình sinh mạnh nhất một bên tiêu viêm xem cũng là liên tục nhớ mày rốt cuộc bản tôn thực lực vẫn là đấu thần bất hủ chi gian bực này chiến đấu cùng với thi triển mà ra đấu kỹ đều là muốn so với hắn cường đại không ngừng một cấp bậc ra tay đó là tạo hóa dài đấu kỹ bất quá đến nay mới thôi tiêu viêm còn chưa từng ở này đó bất hủ trong tay nhìn đến quá so tạo hóa dài càng cường đấu kỹ nhưng dù vậy bất hủ đã phi thường cường đại lấy bất hủ chi lực thi triển mà ra tạo hóa dài hoàn toàn không phải đấu thần giai đoạn có thể bằng được suy cầm kiếm nam tử vẫn là bị thua thân hình đào bắn chi gian cầm trong tay hắc môn nam tử tàn nhẫn ra tay trực tiếp xuyên thủng này trái tim bước thứ hai có thể đi đến hiện tại đã tính vận khí không tồi hôm nay tri cục ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ cầm trong tay hắc môn nam tử lạnh giọng mở miệng cánh tay xoay tròn đâm vào này ngực hắc mô mặc dù là bất hủ đau đớn như cụ phi thường tra tấn hắc mô đến này ngực xuyên thủng người sau vô số hồng mang lược ra, đem nam tử thân thể lại một lần xuyên thùng, huyết nhục vẩy ra, giờ phút này bại cục đã định, cầm trong tay hắc môn nam tử cười lạnh, bất quá nhưng vào lúc này, hắn trên mặt tươi cười đột nhiên cứng lại, bởi vì cảm giác sau lưng trượt lạnh. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực, một con màu đỏ cánh tay dò ra, chính bắt lấy một viên nhảy lên kim sắc trái tim, mà này trái tim đúng là thuộc về hắn, ngượng ngùng, đánh lén, phía sau chuyển đến một đạo thanh âm vang lên cánh tay rút ra cầm trong tay hắc mô nam tử thân hình lào đảo chậm rãi quay đầu lại đi tiêu viêm chính diện mang mỉm cười bàn tay bên trong thình lình bắt lấy hắn ẩn chứa bất hủ chi lực kim sắc trái tim tuy rằng có chút vô sỉ, nhưng ta giác hắn nói rất có đạo lý cho nên ta không tin người. nam tử lập tức nổi giận gầm lên một tiếng huy động trong tay hắc mô hướng tới tiêu viêm công tới phanh chỉ thấy tiêu viêm năm ngón tay dùng sức nhéo trong tay kim sắc trái tim thình lình nổ tung nam tử như tao bị thương nặng thân hình đột nhiên cứng lại chi gian càng là một mồm to máu tươi phun ra đế chi bất hủ bước thứ ba hắn trực tiếp ngã xuống đến bước thứ hai cũng may chính là hắn như cũ vẫn là bất hủ chẳng qua tổn thất cực kỳ thảm trọng kim sắc trái tim nổ tung sau khi ngưng tụ ra bất hủ tinh huyết tiêu viêm không nhanh không chậm lấy ra bình ngọc sau đó đem này trang nhập bình ngọc giữa phía trước tổng cộng có bốn tích cho ô chiến một giọt chỉ còn tam tích hiện tại đoạt nam từ tinh huyết sau tiêu viêm lần thứ hai có được bốn tích bất hủ tinh huyết ẩn chứa nồng đậm bất hủ chi lực nếu không ra tiêu viêm sở liệu nếu là cho dư hư thần áo giáp đó là có thể cùng quá hư cường giả như vậy vận dụng tinh huyết đạt tới bất hủ nhưng hiện tại tiêu viêm cũng không biết được bất hủ tinh huyết ở đại hán đột phá bất hủ tình hình lúc ấy sẽ không có dùng cho nên không cần phải tình huống cũng sẽ không đem bất hủ tinh huyết vận dụng đến quá hư phân thân phía trên nếu là quá hư phân thân cũng có thể thông qua tinh huyết đạt tới bất hủ lại dung hợp nguyên thần phân thân không biết có không cùng thứ năm bức cường giả một trận chiến tiêu viêm trong lòng suy tư lúc này dẫn cấp công tâm nam tử lôi cuốn hán cả người thủ đoạn bất hủ chi lực hướng tới tiêu viêm đánh úc đại thực lực ngã xuống nam tử giờ phút này lại như thế nào là tiêu viêm đối thủ nguyên thần phân thân lực lượng cơ thể trừ phi tuyệt đối thực lực nghiền áp ở đồng cấp hoặc là thực lực hơi yếu bất hù trong tay không nói đồng cấp vô địch nhưng cơ hồ đều không thể bị thua mặc dù là bất hủ cường giả bất hủ chi lực như cũ sẽ tiêu hao mà bất hủ thân thể cường đại chỗ chính là tiêu hao cực chậm liền tính đánh không lại chỉ bằng thân thể ưu thế cũng có thể đem đối thủ cấp sinh sôi háo chết đang tiêu viêm nắm tay cùng với sắc bén hắc mâu va chạm ở cùng nhau bộc phát ra kim thiết va chạm tiếng động bởi vậy có thể thấy được tiêu viêm giờ phút này thân thể chi lực phối hợp nguyên thần cùng diệt hư thiên lôi đa tới phi thường khủng bố cường độ nam tử giờ phút này thực lực đã từ bước thứ ba ngã xuống đến bước thứ hai hắn này một kích mặc dù đã là nghiến răng nghiến lợi thì triển ra chính mình toàn bộ lực lượng nhưng lại lần nữa đối mặt tam tinh nguyên thần bất hủ thân thể cùng với bản tôn lực lượng tương kết hợp thời điểm hắn đã là không hề là đối thủ giống như kim thiết và chạm thanh âm vang vọng tiếp theo nháy mắt đó là thấy này hắc mô mâu, mâu tiềm công đến mức tận cùng rồi sau đó phịch một tiếng đứt gãy mở ra này thân hình một cái lảo đảo tiêu viêm nắm tay đã là hướng tới này đầu anh tới nam tử trốn tránh không kịp tiêu viêm nắm tay đã rơi xuống đài đầu lại sao có thể ngăn cản tiêu viêm tràn ngập diệt hư thiên lôi khủng bố một quyền oanh một tiếng nam tử đầu tạc nứt lúc này nam tử linh hồn gào giống thanh hướng tới tiêu viêm giết gào mà đến Người dám giết ta ta đại ca sala định sẽ không bỏ qua người, tiêu viêm nghe vậy thân hình không có đình trệ lần thứ hai một quyền oanh ở này ngược thượng cả người khung xương huyết nhục tại đây một quyền hạ tất cả hỏng mất cứ việc vô dụng đao kiếm nhưng lại như cũ huyết nhục bay tứ tung chết 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 một khi đã như vậy vậy đều chết ở chỗ này đi nam tử phấn độ thanh âm truyền đầy ra tới một cổ cực đoan hơi thở từ này hỏng mất thân thể giữa truyền ra tuy rằng thoạt nhìn hắn giờ phút này thân thể hỏng mất bất kham nhưng trên thực tế trong cơ thể chỉ cần có bất hủ chi lực lưu truyền thực mau là có thể khôi phục nhưng hắn cũng biết được tiêu viêm sẽ không cho hắn khôi phục cơ hội cùng với cứ như vậy bị đánh chết chi bằng sắp chết phản công cho dù ngã xuống cũng muốn ở chết phía trước làm tiêu viêm thoát một tầng ra nhưng hắn kỳ thật cũng càng minh bạch hơn nữa hắn hiện tại toàn bộ lực lượng tiêu viêm thân thể lực lượng quá cường, căn bản không có khả năng đối tiêu viêm tạo thành cái gì trí mạng thương tồn, nhưng hắn không cam lòng a, à, tự bạo là hắn hiện tại duy nhất còn có thể làm sự. Một cuộc cực đoan hơi thở đó là từ này thân thể phía trên truyền đã mặc khai, tên kia cầm kiếm nam tử bởi vì tiêu viêm đột nhiên ra tay vốn dĩ đã lâm vào tuyệt cảnh hắn có điều hòa hoãn, nhưng giờ phút này trong mắt sổ súc, thân hình cực nhanh đảo bắn. Một người bước thứ hai cường giả tự bạo, uy lực của nó vẫn là không dung khinh thường, muốn tự bạo sao, kia chỉ sợ không thể như người mong muốn tiêu viêm nhẹ giọng mở miệng giờ phút này hắn trong mắt quang thay phiên truyền ban ngày giống nhau ngọn lửa tức khắc đem này xương xám đều chiếu rọi trong sáng lúc này nam tử đối linh hồn của chính mình đều mất đi khống chế nhưng hắn ý thức vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này tiêu viêm không có bất luận cái gì do dự đem này thân thể hoàn toàn hủy diệt kia phá hủy thân thể cốt cách bên trong cũng ẩn chứa bất hủ chi lực nhưng lại không thể lấy ra ra bất hủ tinh huyết tiêu viêm hơi hơi nhớ mày tâm thần vừa động quá hư phân thần xuất hiện chỉ thấy kia cốt cách bên trong bất hủ chi lực lại là hướng tới hư thần áo giáp lược tới sau đó dung nhập tới rồi hư thần áo giáp giữa nguyên lai like còn có thể như thế tiêu viêm thế thế trong lòng đó là vui vẻ còn lại bất hủ chi lực cũng không có lãng phí bị hư thần áo giáp hấp thu kể từ đó quá hư phân thân cũng có thể bộc phát ra bất hủ cường dài lực lượng dung hợp bản tôn cũng có thể làm chưa từng đạt tới bất hủ tiêu viêm vận dụng bất hủ chi lực đến nỗi này linh hồn đó là bị chín mục thần hồ hút vào không chỉ có như thế ở huyết nhục tất cả hỏng mất linh hồn tiêu tán sao ở kia giữa không trung giữa tiêu viêm thấy được một quả cùng trong thân thể hắn vừa mới ngưng tụ mà ra giống nhau như đúc ma đàn tiêu viêm cũng là đêm này nhận lấy đương nhiên còn có kia cái tiêu viêm tuyệt đối sẽ không bỏ qua nạp giới một chút ít tiêu viêm đều không có lãng phí một cái bất hủ cường già trên người có thể nói nơi trốn đều là bảo cái lớn nuốt cá bé đây là thiết luật cũng trách không được tiêu viêm tàn nhẫn độc ác ở loại địa phương này So tiêu viêm tâm tàn nhẫn người chỗ nào cũng có nói đến cùng đều chỉ là vì làm chính mình có thể sinh tồn đi xuống mà thôi không có chính tà đều là vì mạng sống mà không thể không trở nên càng cường huống chi giết chóc chi trong tháp căn cứ người này lời nói tựa hồ bọn họ ba người tất nhiên sẽ có một phen cuộc đua chỉ có thể có một người tồn tại mới có thể thăng cấp tiếp theo từng mỗi một lần chiến đấu sau tiêu viêm đều sẽ móc ra nguyên đan vứt nhập khẩu chung giờ phút này tiêu viêm trong tay ước chừng trăm cái nguyên đan cũng là không nhiều lắm vốn định không có nguyên đan tăng lên thực lực tốc độ sẽ có điều chậm lại, mà tên này bất hủ nạp giới bên trong lại là lại cấp tiêu viêm cung cấp trăm. Cánh nguyên đan, này lệnh tiêu viêm trong lòng cũng là vui vẻ, giờ phút này tiêu viêm bản tôn cửu tinh đấu thần thực lực, 600 triệu nguyên khí sao trời, đương nhiên vẫn luôn ở chiến đấu tiêu viêm, trong cơ thể nguyên khí hải cũng vẫn chưa đình chỉ tiến triển, như cũ đang không ngừng tăng lên. Giờ phút này tiêu viêm cũng không có suốt ruột đi tìm tên kia không biết tàng đi nơi nào cầm kiếm nam tử, mà là ngồi xếp bằng xuống dưới, nhắm mắt một chút sau, mới một lần nữa mở hai mắt, trong cơ thể nguyên khí nội tình lại chứa hai ngàn vạn. Tốc độ không tính mau, nhưng tiêu viêm đã phi thường thỏa mãn, trong cơ thể ma khí càng dài nồng đậm, bất quá đều là tất cả ngưng tụ ở ma đan giữa. Trượt tiêu viêm lấy ra từ tên này bước thứ hai cường giả vẫn diệt sau xuất hiện ma đan, nhìn này đỏ như máu ma đan tiêu viêm có chút do dự, bởi vì trước mắt mới thôi còn cũng không rõ ràng này đó ma khí tồn tại đến tổ cùng có cái gì ý nghĩa, bất quá nếu tồn tại, nhất định liền có thiên hà ma quân. Sở giao cho ý nghĩa ở trong đó, đừng sợ, nuốt đi, trong cơ thể ngưng tụ ma khí càng nhiều, ngươi mới càng có khả năng đạt được thiên hà truyền thừa, tuy rằng ta cảm thấy hán truyền thừa thực bình thường, nhưng từ trước mắt xem ra, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra còn rất thích hợp ngươi. Liền ở tiêu viêm đối này do dự là lúc, nữ đế thanh âm ở một bên vang lên. Tiêu viêm hồ nghi nhìn nữ đế liếc mắt một cái, trong lòng vẫn là có chút nghi ngờ, mà khí mặt khác tiêu viêm trước mắt còn không biết, chỉ biết được ma khí sẽ ảnh hưởng dục vọng, phía trước liền thiếu chút nữa không có thể khống chế được. Đừng lo lắng, thiết thân ở chỗ này, nếu phu quân thật sự kiên trì không được, thiết thân có thể xả thân vì phu quân tả hỏa, nữ đế tựa hồ lướt mắt một cái liền xem thấu tiêu viêm trong lòng sở tư, trên má nổi lên hai mặt ửng đỏ. Tiêu viêm trực tiếp đem ma đan thu lên, liền không tính toán vào giờ phút này nuốt vào ma đan, không nóng nảy, còn có một cái da hỏa không giải quyết, tiêu viêm ho khan hai tiếng, ánh mắt cũng không dám đi đối diện nữ đế, mà là thân hình vừa động vọt vào xương xám giữa. Đến nỗi tên kia cầm kiếm bất hủ cường giả, hắn cũng không có trốn tránh, bởi vì trốn tránh cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, mà là đứng lặng ở xương xám bên trong, cầm kiếm mà đứng, đến đây đi, chiến đi. Nam tử trong mắt chiến ý kích động, nếu đã không có mặt khác lựa chọn, vậy không bằng đơn giản một trận chiến, thành cũng hảo bại cũng hảo, giờ phút này chỉ cầu trong lòng không sợ, cường đại chiến ý tự nam tử trên người phát ra tiêu viêm thân hình cũng là chậm rãi dừng lại. Nếu lựa chọn con đường này, ta cũng biết được vĩnh không có khả năng quay đầu lại, nam tử tiếng nói vừa dứt, giơ tay đó là nhất kiếm, mà lúc này trong tay hắn thình lình nắm lại là bị phía trước tiêu viêm oanh đoạn chơi này đoạn kiếm, nhưng mặc dù trường kiếm đã đứt, nhưng kia đã là ẩn chứa hắn mạnh nhất kiếm ý. Nhất kiếm xé trời hiểu, cường hãn vô cùng kiếm khí giống như có thể chém chết thiên địa, mênh mông cuồn cuộn đó là hướng tới tiêu viêm bao phủ mà đến giờ khắc này tiêu viêm trong mắt đối này không có bất luận cái gì trào phúng mà đều là đối với đối thủ kính trọng mà tôn trọng đối thủ phương thức tốt nhất đó là không lưu dư lực kỳ thật cầm kiếm nam tử cũng biết được bước thứ ba đều không phải tiêu viêm đối thủ kia huống chi là hắn đâu nhưng không có đường lui không sợ một trận chiến có lẽ còn có một đường cơ hội tổng không thể sợ hãi tránh chiến liền tính muốn tránh cũng tránh không khỏi đối mặt tận trời kiếm khí tiêu viêm ở kiếm khí đã đến trước mặt khi lúc này mới một quyền oanh ra ầm 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 hai người hung hãn lực lượng va chạm ở cùng nhau cuồng bạo năng lượng điên cuồng thổi quét nhưng vào lúc này tiêu viêm chỉ cảm thấy bốn phía có kiếm khí lưu chuyển nam từ tại nơi đây chờ tiêu viêm hắn tự nhiên cũng là có điều chuẩn bị hiển nhiên là tại nơi đây bố trí một cái cường lực kiếm trận ngày đó là hắn cuối cùng sát chiêu có không chiến thắng toàn bằng trận này nhưng trận pháp chính là tiêu viêm cường hạng không nói đúng ra là mắt chó cường hạng trận này có thể phá sao tiêu viêm hỏi bắt chó hàng ngày già chết, tiêu viêm chỉ phải bàn tay duỗi vào tay áo giữa, sau đó hung hăng một véo, mắt chó mới là kêu rên một tiếng, hùng hùng hồ hồ. Kiếm trận không phải trận pháp, ta quản không được việc này, mắt chó không tức giận thanh âm truyền ra, nói xong tiêu viêm một cái tắt chụp ở này trên đầu, mắt chó nhe răng trợn mắt, dám giận lại không dám ngôn. Á! À. Cái này nhe răng thanh âm là từ băng chứa thỏ nơi đó học được, dù sao tốt không học, nay đó đừng ngang ngõ tắt nhưng thật ra học tập thực mau tiêu viêm trong mắt nhưng thật ra không có bất luận cái gì sợ sắc này kiếm trận liền tính uy lực lại cường muốn phá nguyên thần thân thể lại há là như vậy dễ dàng tiêu viêm ánh mắt lộ ra một mà tàn nhẫn thân hình chấn động đó là hướng tới nam tử bạo lược mà đi nam tử nhìn thấy tiêu viêm thân hình bạo lược mà đến lập tức cũng là không dám do dự đôi tay kết ấn trên người bất hủ chi lực càng là không có bất luận cái gì giữ lại tất cả kích động mà ra chừng vạn đem phi kiếm phóng lên cao dẫm ra phi kiếm hướng tới tiêu viêm gào thét bao phủ mà đến. Nay đó trường kiếm đều là ta giết qua kiếm tu, kiếm ẩn chứa bọn họ oán khí, trận này oán khí càng cường, uy lực cũng liền càng cường, vạn kiếm triều tông, Chạm Nam tử gầm lên một tiếng, vạn thanh trường kiếm phảng phất muốn đem tiêu viêm xé nát giống nhau, nhưng chỉ thấy ở xa tiêu viêm thân hình thẳng tắp, không có trốn tránh, càng là không có phòng ngự, kia trường kiếm dừng ở tiêu viêm trên người thời điểm, đều là bọc phát ra kim thiết va chạm tiếng động, vô số hỏa tinh văng khắp nơi. Tựa hồ căn bản vô pháp xuyên thủng tiêu viêm phòng ngự, bất quá vạn thanh phi kiếm điên cuồng công kích dưới, tiêu viêm cả người quần áo lại là tất cả rách nát, trường kiếm trong người hình lưu lại vết thương, nhưng thương tổn tựa hồ chỉ cắt ra làn da, liền máu tươi đều không có nhỏ giọt một viên, đảo mắt đó là lần thứ hai. Khép lại Ở vạn thanh phi kiếm cái đích cho mọi người chỉ trích thổi quét hạ, tiêu viêm cường đại thân thể lần thứ hai làm nam từ đồng từ kịch liệt co rút lại, hắn biết được tiêu viêm là bất hủ thân thể, nhưng hắn cũng chưa bao giờ kiến thức quá chân chính bất hủ thân thể, hôm nay đến này vừa thấy, chân chính cảm nhận được bất. Hủ thân thể khủng bố chỗ, nội tâm dùng mình, tiêu viêm cực nhanh mà đến, hắn thân hình cũng là chỉ có thể sau này trốn tránh gian, tay áo lần thứ hai đột nhiên vung lên, vạn kiếm ngưng tụ, hóa thành một thanh trăm trượng cự kiếm, sau đó hướng tới tiêu viêm vào đầu đó là phách chém mà đến. Tiêu viêm nhìn thấy cự kiếm, cảm thụ này hung hãn kiếm khí, xuất ra bát hoang huyền trọng xích, ngọn lửa lôi đình dũng mãnh vào trong đó, đột nhiên một thức cuồng bạo năng lượng cũng là sốc thiên dựng lên oanh hai người lại một lần ngạnh hám ở cùng nhau nhưng không thể không nói nam tử kiếm trận uy lực cường đại dù cho là đối mặt càng cường đại hơn tiêu viêm mà thôi nếu là gặp được đế chi bất hủ bước thứ ba bước này kiếm trận dưới cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui phụt nam tử không có như vậy bỏ qua buồn ngụm máu tươi trượt phun ra trước mặt ngưng tụ ra một đạo vết máu huyết kiếm tôn giả hiện theo hắn giống giận tiếng động vết máu bay nhanh bành trướng rồi sau đó ở kia giữa không trung xuất hiện một đạo thần lớn huyết sắc hư ảnh lại là cầm lấy cùng tiêu viêm đối kháng ở bên nhau trăm trượng cự kiếm thật lớn hư ảnh giơ lên cự kiếm sau đó lần thứ hai hướng tới tiêu viêm một chảm mà xuống này một chảm uy lực càng cường đại hơn tiêu viêm mày cũng là hơi hơi vừa nhíu còn bất quá dù vậy tiêu viêm như cũ mặt không đổi sắc như cũ là huy động bát hoang huyền trọng xích lần thứ hai một thước chém ra nhưng tiêu viêm này một thước cũng so với phía trước kia một thước cũng muốn càng cường một phân. Rốt cuộc lúc này đối kháng, cũng chưa từng đạt tới tiêu viêm cực hạn, tam tinh nguyên thần lực lượng nhưng không chỉ như vậy, ẩm vang. Mấy trăm trượng cự kiếm cùng tiêu viêm kém xa đối kháng, hai người cuồng bạo vô cùng năng lượng điên cuồng thổi quét bốn phía, cường hãn kình phong không gì sánh kịp, xương xám mà khí phảng phất đều là bị sinh sôi sô tan. Này một kích hiến tế ra nam tử tinh huyết, tiêu hao này thọ nguyên, cho nên uy lực không cần nói cũng biết, đây là hắn bố trí đã lâu kiếm trận, cũng là như thế mới có thể cùng tiêu viêm ngoan cố chống lại như thế lâu. Thậm chí giờ phút này lệnh tiêu viêm chiếm cứ không đến nửa phần ưu thế. đương nhiên, tuy rằng tiêu viêm ở đối kháng giữa không có chiếm được bất luận cái gì ưu thế, nhưng đồng thời nam tử kiếm trận tuy mạnh cũng chỉ có thể cùng tiêu viêm đối kháng, lại như cũ vô pháp nghiền áp tiêu viêm, càng đừng nói bị thương nặng hoặc là đánh bại tiêu viêm, mà này đã là hắn có khả năng đủ làm được cực hạn hào cường đại thân thể lực lượng đây là ta duy nhất cơ hội, không thể từ bỏ. Cầm kiếm nam tử sắc mặt âm trầm vô cùng, thật lớn huyết ảnh cầm trăm trượng cự kiếm. Hắn tự biết trừ bỏ kiếm trận này ở ngoài, không còn mặt khác chiêu số có thể cùng tiêu viêm chống lại. Bởi vậy, nam tử lập tức đó là lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra, cũng theo này một ngụm máu tươi phun ra, nam tử hơi thở rõ ràng mất tinh thần không ít, đây là hắn ở cực độ tiêu hao chính mình trong cơ thể toàn bộ lực lượng cùng tiêu viêm một trận chiến thậm chí làm nam tử thực lực trực tiếp từ đế chi bất hủ bước thứ hai ngã xuống đến bước đầu tiên hắn muốn thi triển mạnh nhất một kích này một kích đã định thành bại cũng quyết sinh tử chỉ thấy kia giữa không trung huyết ảnh dần dần ngưng thật mà thấy rõ này bộ dáng thời điểm tựa hồ chính là nam tử phóng đại lúc sau thân hình cầm trong tay trăm trượng cự kiếm che trời này trên người tàn mát ra tận trời kiếm khí tiêu viêm ngẩng đầu nhìn này thật lớn thân ảnh ánh mắt hơi ngưng này chính là một vị bất hủ cường giả trả giá hết thảy toàn lực một kích. Nếu mới vừa rồi tên kia bước thứ ba chưa cầm kiếm nam tử bố trí kiếm trận thời gian, chỉ sợ này nhất kiếm hạ, bước thứ ba cũng khó tiếp được, mặc dù bất tử, cũng nhất định sẽ bị này chạm thành trọng thương, đương thương thế vượt qua khôi phục tốc độ thời điểm, bất hủ cũng như cũ sẽ đánh mất chiến lực. Mà đánh mất chiến lực thời gian, cũng đúng là đánh chết một người bất hủ tốt nhất thời cơ, cho nên mặc dù đế chi bất hủ có siêu cường khôi phục lực, nhưng cũng đều không phải là vô địch bất hủ chỉ là vô địch cùng thời gian cho nên như cũ vẫn là sẽ bị đánh chết thật lớn thân ảnh đôi tay cầm kiếm cầm kiếm nam tử phát ra giống giận thật lớn thân ảnh cũng đồng dạng phát ra ngập trời giống giận tiếp theo nháy mắt đó là huy động trăm trượng cự kiếm hướng tới tiêu viêm sinh sôi phách trảm mà đến cầm kiếm nam tử đó là muốn nhìn chính mình đến tột cùng có thể hay không bằng vào kiếm khí đi phá tiêu viêm thân thể vạn hỏa thần vực thần viêm hư phá trảm tiêu viêm ánh mắt ngưng trọng đối với một người bước thứ hai cường giả liều chết phản công tiêu viêm không dám đại ý cũng sẽ không đại ý bạch diễm nhan sắc sao vừa thấy là màu trắng nhưng đương đồng từ có rút lại xuyên thủng này bản chất nhan sắc thời điểm đó là phát hiện bạch diễm trên thực tế không có nhan sắc lúc này tự tiêu viêm trên người khuếch tán mở ra đem bốn phía bao phủ đối mặt gào thét mà đến cự kiếm tiêu viêm không có tránh lui ngược lại là nghênh diện thẳng thượng song trọng xa trời hài thêm vào hạ Tiêu Viêm bản thân có thể bộc phát ra trăm triệu nguyên khí nội tình, ở hơn nữa thập tuyệt yêu viêm tăng lên, Tiêu Viêm có thể vận dụng nguyên khí nội tình thình lình đã đột phá một Chấm 5 tỷ, thậm chí đã vượt qua cửu tinh đấu thần trung kỳ cường giả, bàng bạc nguyên khí nội tình mới có thể đủ làm Tiêu Viêm thi triển Vạn Hỏa Thần vực thời điểm càng thêm đến tâm, mà thi triển Thần Viêm Hư phá trảm thời điểm không hề sẽ đem trong cơ thể nguyên khí tiêu hao không còn. Tiêu Viêm thân hình bá đạo, cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích phía trên ngọn lửa kích động nguyên khí hóa thành vô số bạch diễm tất cả dũng mãnh vào bát hoang huyền trọng xích giữa toàn bộ thước thân trở nên nóng bỏng phảng phất muốn bốc cháy lên giống nhau phía sau võ thần cánh đột nhiên ngưng hiện tức khắc gian thân hình giống như mũi tên rời dây cung huy động bát hoang huyền trọng xích đột nhiên một chạm chém ra tận trời ngọn lửa điên cuồng chút xuống đó là sinh sôi cùng huy hạ trăm trượng cự kiếm oanh kích ở cùng nhau đằng bát hoang huyền trọng xích cứng cỏi trình độ tự nhiên là không thể nghi ngờ dù cho kiếm khí lại quá sắc bén liền tính tiêu viêm thân hình giờ phút này chấn động bát hoang huyền trọng xích như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đệ nhất chảm tiêu viêm hơi rơi vào hạ phong nhưng vẫn chưa làm này thân hình mất khống chế chỉ là sau này đảo bắn một chút trượt cánh tay đột nhiên nâng lên đệ nhị chảm tùy theo mà đến đông lại là một lần kịch liệt vô cùng va chạm hai người năng lượng điên cuồng thổi quét đầy một chạm tuy rằng như cũ không có chặn lại tiếp tục gào thét cự kiếm nhưng lại là lệnh này vì này chấn động hai chảm lúc sau cự kiếm lực đạo rõ ràng bị suy yếu không ít thần viêm hư phá trảm tổng cộng tam trảm, mà tam trảm lúc sau đó là sẽ dẫn phát thần viêm nổ mạnh bởi vậy này để tam trảm cũng sẽ là tiêu viêm mạnh nhất một trảm. tiêu viêm thân hình hơi đốn lúc này đây đôi tay cầm bát hoang huyền trọng xích bằng bạc nguyên khí nội tình hóa thành ngập trời ngọn lửa xoay quanh hết sức dũng mãnh vào bát hoang huyền trọng xích giữa quanh mình bạch diễm cũng là tại đây một khắc sao động lên bắt đầu rồi co rút lại một cổ tràn ngập cực đoan hủy diệt lực lượng ở quanh mình khuếch tán tiêu viêm đệ tam thước ở hơi hơi cứng lại sau cũng là bỗng nhiên chém ra này một chảm có nguyên thần phân thân cường đại thân thể lực lượng cùng với bản tôn đối ngọn lửa chi tâm không chế bởi vậy uy lực cũng đến này bạo trướng lại một lần cùng trăm trượng cực kiếm đối chạm vào ở cùng nhau ầm 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 giữa hai bên đều là bằng cuồng bạo lực lượng đối oanh cực kiếm phía trên sắc bén kiếm ý lệnh không khí đều bị điên cuồng nghiền áp mà tư viêm này đệ tam thức chém ra vạn hỏa thần vực sở bao trùm trăm trượng trong vòng ngọn lửa nháy mắt nổ mạnh một tiếng vang lớn kích động mà khai ngọn lửa phá hủy quanh mình hết thảy bạch diễm điên cuồng thổi quét dưới thân ở trong đó nam từ linh hồn cùng thân thể bị mạnh mẽ phân cách trong lúc nhất thời mất đi ý thức đã chết sao nam từ cái thứ nhất ý niệm nhưng thực mau phản ứng lại đây thời điểm thân thể phía trên chuyển đến kịch liệt đau đớn thân thể bị bỏng linh hồn cũng bị bỏng rát hai người thống khổ đan chéo ở cùng nhau lệnh này phát ra thống khổ gào giống thanh cũng may là bất hủ chi lực lệnh này lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ khỏi hẳn chẳng qua đương nam tử phục hồi tinh thần lại lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm kia cự kiếm phía trên truyền đến ca ca tiếng động chỉ thấy tiêu viêm cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích còn ở cùng với chống lại cự kiếm kể bên cực hạn cùng bát hoang huyền trọng xích đối chạm vào mũi kiếm chỗ xuất hiện một đạo rất nhỏ cái khe mà một đạo cái khe xuất hiện đó là như mạng nhện giống nhau ra nẻ mở ra tiếp theo nháy mắt com ầm ầm gian cự kiếm đứt gãy nam tử đạo tâm tựa hồ cũng là theo cự kiếm đứt gãy cùng đã chết này đã là lần thứ hai bị tiêu viêm đoạn kiếm chẳng qua lúc này đây kiếm không chỉ có là hắn mạnh nhất nhất kiếm cũng là hắn tâm kiếm cự kiếm rách nát nam tử trong mắt giận mắng lệ khí không có đường lui chỉ có thể không màng tất cả liều chết một bác chỉ có thể như thế nam tử trên người ma khí kích động trong cơ thể ngưng tụ ma đan ầm ầm nổ tung cả người trên người đó là tràn ngập một cổ hủy diệt dao động tựa hồ tính toán tự bạo tiêu viêm thấy thế không có ngăn cản bởi vì liền tính muốn ngăn cản cái này khoảng cách hạ đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy nam tử thân hình không ngừng bành trướng, sau đó oanh một tiếng huyết nhục nổ mạnh, chẳng qua lại không có trong tưởng tượng bộc phát ra cái loại này tự bạo cường đại uy lực, chỉ thấy này huyết nhục hướng tới giữa không trung giữa thật lớn huyết ảnh lao đi, toàn bộ huyết ảnh dung nhập này huyết nhục. Trượt kia huyết ảnh thân hình trở nên ngưng thật, một mồm to máu tươi từ huyết sắc người khổng lồ trong miệng phun ra, máu tươi như hà, chỉ thấy này máu tươi đem đoạn rớt cự kiếm bao vây, cự kiếm bắt đầu mất máy thoạt nhìn giống như giống lại giống nhau, sinh trưởng xuất huyết sắc dây đằng bao trùm cự kiếm, đoạn nhận một lần nữa. Sinh trưởng mà ra, toàn bộ người khổng lồ ma khí kích động, tựa hồ tại đây một khắc đã không có ý thức, ma khí, Tiêu Viêm hơi kinh hãi, cảm nhận được huyết sắc người khổng lồ phát ra hơi thở, trong ánh mắt tỏa sáng mãnh liệt điên cuồng, nhanh nhất đổi mới đột đổ phá chi vô thượng chi cảnh. Huyết sắc người khổng lồ tiếp theo nháy mắt đó là nâng lên trong tay huyết sắc đại kiếm, hướng tới Tiêu Viêm một chảm chém ra tốc độ so với phía trước càng nhanh, hơn nữa lôi cuốn nùng liệt ma khí, hắn lại là có thể vận dụng ma khí, tiêu viêm cảm thụ được càng vì cường đại huyết sắc người khổng lồ, hơi hơi nhớ mày. Tiêu viêm tuy rằng kinh hãi, nhưng tựa hồ hắn vận dụng ma khí lại là trả giá phi thường thảm trọng đại giới, ít nhất trước mắt thoạt nhìn, đã là đã không có linh trí. Nam tử đã là đã không có lựa chọn, bất quá giờ phút này tuy rằng này huyết sắc người khổng lồ thoạt nhìn hung hãn, nhưng kỳ thật cũng đã là nỏ mạnh hết đà, tiêu viêm trên mặt cũng không có bất luận cái gì vui mừng làm đối thủ chiến tới rồi cuối cùng tiến vào tới rồi nơi này sao cũng là tiến vào thiên hà ma quân cấp mọi người an bài một hồi thi đấu chẳng qua trận thi đấu này chỉ có sinh tử không có thắng bại này đó là giết chóc chi tháp oanh tiêu viêm lại là một thức chém ra cùng với huyết sắc đại kiếm lần thứ hai va chạm bất quá nếu nam tử đã mất ý thức tiêu viêm cũng không nghĩ lại tiếp tục lãng phí thời gian vẫn luôn cùng với chống lại thoạt nhìn tựa hồ là rằng có tri cục kỳ thật chỉ là tiêu viêm vì bản tôn thực lực do đó cố ý tiêu hao nguyên khí một trận chiến mà phi không địch lại rốt cuộc chỉ bằng tam tinh nguyên thần liền có thể ngạnh hám bức thứ tư cường giả mặc cho cầm kiếm nam tử bố trí cái gì kiếm trận chỉ có tiêu viêm có nghĩ sát mà phi có thể hay không sát Ngày một thước tiêu viêm bộc phát ra thuộc về tam tinh nguyên thần chân chính cường đại bất hủ thân thể chi lực một tiếng vang lớn lúc sau tiêu viêm chém ra bát hoang huyền trọng xích lại là sinh sôi đem trăm trượng huyết sắc đại kiếm cấp đạn chấn mà khai phía sau võ thần cánh càng là đột nhiên ngưng hiện lệnh tiêu viêm tốc độ lập tức bạo tăng trong thời gian ngắn đó là tới gần huyết sắc người khổng lồ trong tay tràn ngập ngọn lửa bát hoang huyền trọng xích vào đầu một thước đánh xuống phệ viêm sớm đánh thước tiêu viêm giận móng một tiếng cự thước ầm ầm rơi xuống chỉ nghe một tiếng nổ vang toàn bộ huyết sắc người khổng lồ đầu trực tiếp một nửa bị sinh sôi tạp toái tiêu viêm thân hình không có đình trệ một cái tay khác cất vào bên hông lần thứ hai một quyền hướng tĩnh ngực ném tới xuyên thấu qua huyết sắc có thể nhìn đến trong. Đó nhảy lên kim sắc trái tim, đối với bước thứ hai cường giả tới nói, trái tim như cũ là mạch máu nơi, ẩm vang. Huyết sắc người khổng lồ nơi nào sẽ là tiêu viêm đối thủ, mặc dù trên người ma khí kích động, đối này tăng phúc ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Tiêu viêm thân hình trực tiếp xuyên thấu huyết sắc người khổng lồ khổng lồ thân hình, này ngược thượng thình lình đó là xuất hiện một cái thật lớn lỗ thùng. Tiêu viêm thân hình xuất hiện ở này phía sau thời điểm, trong tay thình lình cầm kia cái nhảy lên kim sắc trái tim tiêu viêm cũng không có do dự năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp trái tim tạc nứt bất hủ tinh huyết ngưng tụ mà ra huyết sắc người khổng lồ cũng tựa hồ mất đi lực lượng chống đỡ bắt đầu sụp đổ tên này bất hủ huyết nhục sớm đã dùng hợp tiến người khổng lồ bên trong huyết sắc người khổng lồ tiêu tán cũng ý nghĩa hắn ngã xuống nhìn huyết sắc người khổng lồ hỏng mất hết sức kia sinh cơ cũng là bay nhanh trôi đi cho đến khổng lồ thân hình hoàn toàn sau khi biến mất lần thứ hai ngừng tụ ra một quả ma đan, này ma khí tồn tại uy lực, chẳng qua tựa hồ bởi vì ma khí vẫn là quá ít duyên cớ, vô pháp hình thành biến chất, cho nên tại. Đây nhân thân thượng vận dụng ra tới cũng hoàn toàn không rõ ràng, tiêu viêm đem này ma đan nắm cùng trong tay, đương nhiên, còn có này nạp giới. liền ở tiêu viêm còn ở suy tư muốn hay không đem ma đan nốt phục mà xuống thời điểm, quanh mình xương xám lại là hướng tới tiêu viêm điên dũng mà đến, xương xám chính là ma khí, mà ở này ma khí giữa càng ẩn chứa tinh thuần thả bằng bạc thần chi nguyên khí ma khí quán đỉnh tiêu viêm hơi kinh hãi không đợi hắn đồng ý cự tuyệt ma khí đã là điên cuồng dũng mãnh vào hắn trong cơ thể ngay lập tức chi gian tiêu viêm trong cơ thể ma đàn điên cuồng xoay tròn nhưng đồng thời cũng có tinh thuần thần chi nguyên khí dũng mãnh vào tiêu viêm sao trời hải bên trong lúc này tiêu viêm nguyên khí nội tình chuẩn xác con số là sáu trăm triệu hai ngàn vạn muốn đột phá đến cửu tinh đấu thần trung kỳ còn lại là chín trăm triệu theo tinh thuần thần chi nguyên khí dũng mãnh vào, tiêu viêm nguyên khí nội tỉnh lại một lần điên cuồng tăng lên, loại này thể hồ quán đỉnh phương thức, bằng bạc thần chi nguyên. Khí dũng mãnh vào, liền tính tiêu viêm tăng lên tốc độ hữu hạn, cũng mạnh mẽ làm tiêu viêm ngưng tụ nguyên khí nội tình tốc độ có thể bạo tăng, 600 triệu 3 nghìn vạn, 600 triệu 4 nghìn vạn. Từng viên nguyên khí sao trời bay nhanh ngưng tụ, nhưng đồng thời ma khí dũng mãnh vào cũng là thành tiêu viêm giờ phút này phi thường lo lắng sự tình bởi vì không biết như thế bảng bạc ma khí sẽ không đối hán tạo thành có cái gì mặt khác ảnh hưởng, tuy rằng thực lực điên cuồng tăng lên, nhưng ma khí cũng làm tiêu viêm cảm. Giác được chính mình sắp khống chế không được trong cơ thể cái loại này điên cuồng, tiêu viêm tận khả năng dùng hòa diễm trì tâm lực lượng áp chế trong cơ thể điên cuồng ma khí, mà đa nhan sắc cũng là từ thiền biến thâm, càng ngày càng thông thúy, theo sau xuất hiện một đạo ma văn. Lưỡng đạo ma văn, cứ việc như thế, ma khí như cũ làm tiêu viêm ở vào điên cuồng cùng thanh tình chi gian cái này làm cho tiêu viêm cảm giác thập phần cổ quái. Luôn có một loại đạt tới cực hạn, nhưng lại trước sau không có đạt tới cực hạn cảm giác, ma khí cũng không phải nguyên khí. Tiêu viêm nếm thử thúc dục thời điểm đó là có một loại sao động cảm giác, phảng phất tùy thời đều có khả năng ở trong cơ thể nổ mạnh giống nhau, đương mà đang xuất hiện thứ năm văn thời điểm. Nguyên bản gồ ghề lồi lõm ma đan trở nên mượt mà lên com. Đương nhiên, tiêu viêm trọng tâm vẫn là hoàn toàn ở này nguyên khí sao trời hải, bởi vì giờ phút này đã đột phá đến 700 triệu, cũng may là phía trước cùng cầm kiếm nam từ một trận chiến thời điểm đối tượng thân nguyên khí nội tình điên cuồng tiêu hao, lúc này mới có thể có càng cao tu luyện hạn mức cao nhất. Tăng lên còn ở tiếp tục, ma khí điên cuồng dũng mãnh và hết sức, tiêu viêm bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể sao động ma đan, một loại không chịu khống chế cảm giác kích động, ma khí tức khắc tràn ngập tiêu viêm toàn thân, tiếp theo nháy mắt tiêu viêm đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt lộ ra dãy dụ chi sắc, nhưng thực mau. Liền hoàn toàn bị hồng mang sở bao trùm, nên, đáng chết, tiêu viêm trong miệng khàn khàn ra tiếng chợt trong mắt hắn dường như trăng mất đi quang mang ánh mắt quét ngang bốn phía rồi sau đó đột nhiên dừng ở nữ đế trên người giờ khắc này áp lực lâu lắm lâu lắm dục vọng hoàn toàn bùng nổ tiêu viêm thân hình vừa động đó là hướng tới nữ đế đánh tới trực tiếp đôi tay mạnh mẽ đột nhiên một xả đó là đem nữ đế quần áo sinh sôi xé rách băng chứa thỏ thở dài một hơi tựa hồ thấy nhiều không trách hóa thành khổng lồ bản thể cấp hai người ngoan ngoãn đương kia ôn nhu hương hai người đó là ở giết chốc chi tháp giữa nước sữa hòa nhau trường hợp một lần phi thường kịch liệt nữ đế thân như bạch ngọc tiêu viêm cũng như hừng hực liệt hòa kia tràn ngập xuân phong thanh âm hết đợt này đến đợt khác chẳng qua bực này trường hợp lại chỉ có băng chứa thỏ có thể nhìn đến mà dù sao cũng là con thỏ đối với loại sự tình này nó lại không có chút nào hứng thú chỉ cảm thấy phiền nhân nhưng lại không dám giận cũng không dám ngôn chỉ có thể nén giận không biết đi qua bao lâu lúc sau tiêu viêm trong mắt hồng mang mới tiêu tán đi xuống trong cơ thể ma khí tất cả áp lực đường khôi phục thần trí thời điểm tiêu viêm nhìn đè ở chính mình dưới thân thân thể mềm mại tức khắc trên má lộ ra xấu hồ chi xác lập tức đứng dậy phu quân vừa vạn tốt xin lợi hại giờ phút này nữ đế còn thình lình nói một câu tiêu viêm càng xấu hổ mới vừa rồi bị ma khí khống chế thật sự xin lỗi nhanh nhất đổi mới đấu phá chi vô thượng chi cảnh tiêu viêm giọng nói vừa mới rơi xuống hắn quay người đi không dám nhìn thẳng nữ đế liền ở tiêu viêm nhắm mắt trầm tâm là lúc lại cảm giác được sau lưng chuyển đến không gì sánh kịp mềm ấm càng có hương khí từ hắn gương mặt một bên thổi tới tiêu viêm trong lòng bất đắc dĩ mặc dù giờ phút này ở trong lòng nhắc mãi một câu a di đà phật tựa hồ đều không thể rửa sạch hắn trong lòng tội ác cảm phu quân trên người ma khí còn không có hoàn toàn tiêu tán lại đến a đương kia mềm mại dáng người kế sát ở tiêu viêm phía sau thời điểm vốn dĩ thật vất vả mạnh mẽ áp chế đi xuống tà hỏa lại một lần thiêu đốt, tiêu viêm muốn khống chế, nhưng trong cơ thể nùng liệt mà khí lệnh tiêu viêm căn bản vô pháp tự khống chế. Huống chi kia ấm áp mềm mại đan chéo ở tiêu viêm trên môi thời điểm, giờ khắc này tiêu viêm sao động nội tâm đã là vô pháp khống chế, hơn nữa lệnh tiêu viêm cảm thấy càng thêm khiếp sợ chính là, ông mới vừa rồi hắn mất đi trong ý thức, chính mình nguyên khí nội tình thế nhưng lần thứ hai bạo chướng mấy ngàn vạn. Lệnh tiêu viêm nguyên khí nội tình trực tiếp đi tới 700 triệu, mà lúc này đây tiêu viêm cũng không có mất đi ý thức dưới tình huống ở tiến vào kia một khắc nữ đế cường đại lực lượng đối với tiêu viêm tới nói đó là tuyệt đối đại bổ hối hận tiêu viêm trong lòng cười khổ không nghĩ tới còn có bực này công hiệu nếu nữ đế có như vậy nữ hoàng khẳng định cũng có có thể tăng lên thực lực nói điền tính đương một đương tiểu bạch kiềm cũng kỳ thật không sao chẳng qua nếu là làm thải lân biết được phòng trừng sẽ bị xé thành bằng nhỏ tiêu viêm nghĩ thầm còn hảo nơi này là huyền âm thật giới cách một cái thế giới chỉ cần hắn bảo mật, hẳn là không ai sẽ tiết lộ, hơn nữa đều là bất đắc dĩ, cũng phi tự nguyện, đối, hẳn là chính là như vậy. Tiêu viêm trong lòng chính là như vậy an ủi chính mình, hơn nữa giờ phút này cảm giác được nguyên khí sao trời ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, này bất chi bất giác liền càng thêm ra sức, kia phía dưới băng chứa thỏ trên dưới phập phòng, trong mắt phảng phất thấy được thế giới nhất cực hạn cô độc cùng bất đắc dĩ. Sớm biết như thế, thật hẳn là liền lạn ở vạn vật tinh liếm mặt đi theo ra tới thật sự không biết là vì cái gì, băng chứa thỏ nội tâm đại khái là cái này biểu tình. Nếu là từ ngoại giới đi xem cả tòa giết chóc chi tháp tạo hình độc đáo, chính là một cái thật lớn hình tam giác, tầng dưới chót cực kỳ diện tích rộng lớn, tựa hồ cũng chưa làm vô số không gian, càng lên cao không gian càng ít. Tiến vào giết chóc chi tháp sao, mọi người vì sinh tồn không thể không xé đấu, thế cho nên ngắn ngủn thời gian, lại ngã xuống không ít đế chi bất hủ, chỉ có càng cường giả mới vừa rồi có thể tồn tại xuống dưới tiếp tục trèo lên này giết chóc chi tháp, bất quá như vậy nói, kia tiến vào nơi đây vạn danh bất hủ. Cuối cùng có thể tồn tại xuống dưới giả chỉ sợ ít ỏi không có mấy, nhưng tiêu viêm đem này hai người giải quyết lúc sau, vẫn chưa bị mạnh mẽ chuyển tống đến cao hơn tầng, có lẽ thuyết minh nếu lựa chọn dừng lại, có thể tìm kiếm một đường sinh cơ. Chính là tiến vào trong đó giả tiêu viêm cảm giác được kỳ quái một chút, tựa hồ tất cả mọi người nuốt phục nguyên đàn, trong cơ thể thả đều có phi thường nồng đậm ma khí, đều vẫn duy trì thanh minh, vẫn chưa bị ma khí sợ ảnh hưởng, tự hồ chỉ có như thế mới có tiến vào nơi đầy tư cách. Mà cùng lúc đó, ở tiêu viêm tiến vào giết chóc chi tháp sau, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở bất hủ hoang dã ngoại, nếu tiêu viêm xem một cái đó là đều có thể đủ nhận được, này một chi tiểu đội đều là đến từ quá hư, bởi vì mỗi người trên người đều người mặc hư thần áo giáp. 893 cùng 927 cuối cùng biến mất vị trí chính là nơi này, chỉ sợ bọn họ hai người đã là giữ nhiều lành ít, dám đụng đến ta quá hư người tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua liền tính vô pháp tìm được bọn họ, cũng cần thiết đem hư thần áo giáp tìm về. Tiểu đội tổng cộng 5 người, cầm đầu người trầm giọng quát, là trăm một thủ lĩnh, còn lại mấy người sôi nổi cùng kêu lên quát, vì bảo hiểm khởi kiến, đem quá hư thần thích triệu hoán một đầu lại đây, phòng ngừa có ngoài ý muốn phát sinh. Giọng nói rơi xuống, năm người đó là không hề sợ hãi nhảy vào bất hủ hoang dã sữa, thông qua phía trước hai người lưu lại dấu vết chưa tìm mà đến. Lúc này tiêu viêm đã sửa sang lại hào quần áo, nơi đây xương xám hoàn toàn tiêu tán phóng nhãn nhìn lại có thể nhìn đến ở kia trung ương có một đạo trùng tia sáng tựa hồ là đi thông giết chóc chi tháp cao hơn tầng thông đạo tiến vào này tháp ít nhất có mấy ngàn người thà có thể ở trận đầu loạn đấu bên trong tồn tại xuống dưới giả thực lực tất nhiên đều là không yếu bất hủ cường giả càng là chiếm cứ đa số mô hồi tạo hóa ngã xuống bất hủ vô số kể đương nhiên ngã xuống bất hủ càng nhiều nơi đây tạo hóa cũng đem càng ngày càng kinh người ngã xuống nhiều ít bất hủ cũng có thể tạo thành nhiều ít bất hủ, có thể cho càng cường giả trở nên càng cường, mà kẻ yếu còn lại là sẽ bị quy tắc sở đào thải, ngày đó là không thể thay đổi hiện thực. Tiêu Viêm chuẩn bị đem hai quả ma đan thu vào bình ngọc giữa, bởi vì mới vừa rồi bị dục vọng khống chế cảm giác thật sự không tốt lắm, một bên nữ đế nhìn Tiêu Viêm đem ma đan thu hồi tới lúc sau, mắt đẹp bên trong lại là lộ ra thất vọng chi sắc. Bất quá lúc này Tiêu Viêm nhìn trong tay hai quả ma đan lại là khẽ cong mày, ma đan thế nhưng ở Tiêu Tán Tiêu Viêm vốn dĩ tính toán đêm này thu hồi tới, bất quá nhìn dáng vẻ nếu là hắn giờ phút này không đem này nuốt phục, Ma Đan liền sẽ tự hành tiêu tán mà đi, cho nên hắn không có lựa chọn. Tiêu Viêm thở dài một hơi, dù sao đều việc đã đến nước này, nhiều một lần cùng thiếu một lần tựa hồ cũng không có gì khác biệt, tuy rằng không biết này Ma Đan cuối cùng có tác dụng gì, ít nhất trước mắt xem ra, trong cơ thể có được ma khí mới có thể tiến vào này giết chóc chi tháp. Trong cơ thể ma khí chỉ cần có thể khống chế, tự nhiên càng nồng đậm càng có chỗ lợi, mà kỳ thật Tiêu Viêm đối Thiên Hà Ma Quân truyền thừa cũng không quá cảm mạo, bất quá nếu đã tới đây, vậy thuận tiện lấy một chút, cho chính mình tăng thêm một ít thủ đoạn cũng là chuyện tốt. Tiêu Viêm cũng ở chuẩn bị, tuy rằng giải quyết rớt hai gã quá hư cường giả, mà ở này trong đó còn có Tổ Sắt Phân Thân, Tiêu Viêm không biết Tổ Sắt Phân Thân đến tột cùng là cái gì thực lực, nhưng đi theo hắn hai gã bất hủ đều là thứ năm bước, nhất định cũng là một cái tiềm tàng cực đại uy hiếp nói không chừng giờ phút này cũng đã ở mưu hoa như thế nào tại nơi đây giải quyết rớt tiêu viêm đương nhiên cũng không bài trừ đối phương biết được tiêu viêm bên cạnh đi theo nữ đế sau lựa chọn thu tay lại bất quá nếu tổ xuất thật sự cũng là tôn thượng chuyển thế chỉ sợ sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ không có cưỡng chế truyền tống nói cách khác có người sẽ sớm hơn một bước tiến vào đến cao hơn tầng do đó chiếm cứ có lợi vị trí hoặc là trước tiền bày trận kẻ tới sau liền sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu tiêu viêm nhìn ở xa trùng tia sáng lại nhìn thoáng qua đang ở tiêu tán ma đan, trượt cắn răng một cái, đó là đem hai quả ma đan đều ném vào trong miệng. Trượt kia bàng bạc ma khí đó là hướng tới tiêu viêm trong cơ thể đã có được năm đạo ma văn ma khí kích động mà đi, tiêu viêm ánh mắt lần thứ hai trở nên mê ly, phảng phất có thể nhìn đến này trong ánh mắt hừng hực thiêu đốt sục hoạc. Chẳng qua lúc này đây tiêu viêm tự hồ có điều chuẩn bị, bàng bạc hỏa diễm trì tâm mạnh mẽ đem này ma khí áp chế mà xuống, ngồi xếp bằng ở giữa không trung, sinh sôi nhịn xuống ma khí cọ rửa, Thông qua hỏa diễm tri tâm lực lượng đem dục vọng cấp áp chế đi xuống. Như đế thấy thế tuy rằng chưa nói cái gì, ánh mắt kia vẫn là có thể nhìn đến hiện lên thất vọng. Nhanh nhất đổi mới đấu phá chi vô thượng chi cảnh bảy văn madan. Tiêu viêm từ từ mở mắt ra, hai quả madan đã tất cả dung nhập trong thân thể hắn năm văn madan giữa. Theo hai quả madan dung nhập tăng lên tới bảy văn. Nhưng tiêu viêm đối này lại không phải thực hiểu biết bảy văn là cái gì trình tự, lại có tác dụng gì, tiêu viêm đều là không thể hiểu hết hiện tại chỉ có thể không ngừng tích lũy, tiêu viêm cũng tin tưởng này tồn tại nhất định sẽ có nói ý nghĩa. Tiêu viêm ngăn chặn ma khí kích khởi dục hỏa, trượt mở hai mắt, nhìn về phía ở xa trùng tia sáng, đi thôi. Tiêu viêm nhìn về phía nữ đế, lần cảm dễ chịu nữ đế gương mặt hồng nhuận, nhìn tiêu viêm ngọt ngào cười, tiêu viêm vội vàng dịch khai ánh mắt, cũng không thể làm thật vất vả áp xuống đi tà hỏa lần thứ hai trọng châm. Tiêu viêm thân hình hướng tới trùng tia sáng lao đi, lúc này cũng không quên lấy ra nguyên đan ném vào trong miệng, 700 triệu nguyên khí nội tình khoảng cách tiêu viêm mục tiêu còn rất xa rất xa, đại chiến sắp tới, không nói đến là bản tôn thực lực tăng lên tới kiểu gì trình tự, ít nhất cũng muốn đột phá đến bất hủ. Chỉ có đột phá đến bất hủ mới có thể thi triển nắn mệnh chi thuật, dung hợp nhiều cụ phân thân cùng chiến đấu, hơn nữa tiêu viêm trong lòng càng là có một cái lớn mật ý niệm, nếu thuận lợi, có lẽ có thể rời đi nơi này hết sức lại làm tiêu viêm nhiều một khối phân thân. Bất quá này chỉ là tiêu viêm một cái ý tưởng, đến nỗi có thể hay không thành, tiêu viêm sẽ không đi cưỡng cầu nếu như tổ sắt thật sự tính toán ở chỗ này tính kế tiêu viêm một đợt như vậy tiêu viêm sẽ không lưu tình chút nào đêm này phân thân nhận lấy tổ sắt tuy nói cũng có thể tính làm tôn thượng truyền thế nhưng hắn lại không có được đến tà tôn tương trợ càng không có gì duy nhất tộc đoạt xá chi lực cho nên một khi cho tiêu viêm cơ hội hắn không có khả năng tranh thắng tiêu viêm mà tiêu viêm cái này ý tưởng cũng đúng là muốn đem tổ sắt đi theo mà đến khối này phân thân chiếm cho riêng mình, đương nhiên, trước mắt mới thôi còn không biết hiểu hàn khối này phân thân ra sao thực lực nếu như quá cường tiêu viêm đoạt xá lúc sau cũng có phản vệ trinh nguy cũng may có chín quan tồn tại chỉ cần đem này đoạt xá phong ấn tại chín quan bên trong cũng không cần lo lắng sẽ bị phản vệ chờ đợi bản tôn thực lực cũng đủ cường đại là lúc lại đem này tế ra cũng không muộn kỳ thật hiện giờ tiêu viêm chiến lược đã đi tới phi thường khủng bố trình tự có tam cụ phân thân tồn tại nguyên thần phân thân phệ hồn phân thân cùng với quá hư phân thân nếu là bản tôn thực lực hơi cường một ít, đồng thời dung hợp tam cụ phân thân nói, tam tinh nguyên thần liền nhưng hãm đế chi bất hủ bốc thứ tư. Mà phệ hồn phân thân cùng quá hư phân thân, người trước ngàn vạn hồn phách hình thành âm sát chi lực, thậm chí có thể làm tiêu viêm ứng đối so với cảnh càng cao trình từ hư cảnh, đến nỗi quá hư phân thân, hiện giờ tiêu viêm trong tay có bất hủ tinh huyết, nếu là ở đánh chết một người bất hủ trước, đối phương không có. Đêm này bất hủ chi lực tiêu hao mà không, hư thần áo giáp đó là có thể đem này hấp thu hóa thành mình có. Nếu là hơn nữa hai người, cùng với bản tôn hỏa diễm chi tâm cùng lôi đình chi tâm, đối phó đế chi bất hủ thứ năm bước hẳn là không có vấn đề, đến nỗi thứ sáu bước, cũng chưa chắc không thể một trận chiến, nhưng cái này trình tự bất hủ cường giả, chỉ sợ đó là cụ bị hoang cổ dài đấu kỹ, phải đối phó lên. Liền sẽ phi thường phiền toái, tiêu viêm trong lòng cũng là minh bạch, chỉ tiếc tử thần hư linh tháp công pháp tầng sẽ căn cứ tiêu viêm bản thân thực lực cho tự hành lựa chọn, không thể trực tiếp trước tiên bắt được càng cường đấu kỹ, hiện giờ tiêu viêm có thể bắt được cũng gần còn chỉ là tạo hóa dài. Đối mặt nhiều như vậy bất hủ cường giả, trước mắt mới thôi tiêu viêm đều còn không có chân chính kiến thức quá hoang cổ dài đấu kỹ, bởi vậy có thể thấy được, hoang cổ dài loại này cấp bậc đấu kỹ, hiếm có, thậm chí mặc dù đột phá đến bất hủ sau, có được người cũng là thiếu chi lại thiếu. Đi tới trùng tia sáng trước, tiêu viêm không có do dự, thân hình vừa động đó là hoàn toàn đi vào trùng tia sáng bên trong một cổ hướng về phía trước hút xả lực đó là mang theo tiêu viêm thân hình hướng tới giết chóc chi tháp thượng tầng hút xả mà đi lưu lấy ôm băng chứa thỏ theo sát tiêu viêm phía sau trước mắt trải qua một chút hỗn độn sau quanh mình mới dần dần trở nên rõ ràng tiêu viêm vừa mới thấy rõ chung quanh một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm lập tức tràn ngập tiêu viêm linh hồn cơ hồ một cái chớp mắt nguyên thần phân thân từ tử thần hư linh tháp chung cùng bản tôn dung hợp một đạo hắc quang đó là gào thét mà đến tựa hồ sớm đã tỏa định tiêu viêm xuất hiện vị trí tựa hồ địch nhân cũng rõ ràng tiêu viêm sẽ xuất hiện vị trí oanh tiêu viêm trên người phiếm diệt hư thiên lôi hấp quang rừng ở trái tim vị trí tức khắc gian tiêu viêm thân hình toàn bộ đảo bắn mấy trăm trượng tiêu viêm giờ phút này mới chậm rãi cúi đầu nhìn về phía chính mình ngược chỗ thế nhưng xuyên thủng huyết nhục thậm chí có thể thấy được cốt cách lúc sau nhảy lên trái tim cũng may là tiêu viêm phản ứng tốc độ mau lập tức triển khai nắn mệnh chi thuật nếu không chỉ bằng bản tôn tiếp được này một kích chỉ sợ chỉnh khối thịt thân đều đem không còn sót lại chút gì. Tiêu viêm ánh mắt hơi ngưng, hướng tới hắc quang lực tới phương hướng nhìn qua đi, lúc này đang có ba đạo thân ảnh treo không, ở bọn họ phía sau huyền phù một cái thật lớn huyền diệu quang trận, mới vừa rồi hắc quang hiển nhiên đó là trận này uy lực. Thực hiển nhiên, có thể đi vào nơi này người, mưu trí không cần nhiều lời, thực mau liền biết rõ ràng nơi đây quy tắc trò chơi, cho nên bọn họ thoạt nhìn là tính toán hợp lực đánh chết đến trước người, mới vừa rồi nếu là mặt khác bất hủ, Thân thể lực lượng phàm là hơi yếu một ít, liền tính này một kích bất tử. Còn cũng nhất định sẽ trọng thương. Bất hủ tự nhiên nhất hiểu biết bất hủ, cho nên mục tiêu đệ nhất đều không phải là là đầu, bởi vì liền tính không có đầu. Chỉ cần có nồng đậm bất hủ chi lực, khoảnh khắc chi gian là có thể khôi phục. Muốn chân chính đối một người bất hủ tiến hành đạt kích, đối với bước thứ hai thậm chí bước thứ ba bất hủ tới. Nói, trái tim như cũ là điểm yếu. Một khi trái tim bất hủ chi lực bị hủy, tuy rằng sẽ không ngã xuống cũng sẽ làm thực lực ngã xuống, này đồng dạng cũng là trí mạng đà kích. Ở xa ba người nhìn ổn định thân hình tiêu viêm, bọn họ đôi mắt hơi hơi co rụt lại, tựa hồ không nghĩ tới tiêu viêm thế nhưng có thể tiếp được bọn họ này một kích, nhìn tiêu viêm mạo khói đen ngực, cũng không có đêm này xuyên thủng, đó là có thể kết luận tiêu viêm chính là một cái ngạnh cha, cái gì thực lực. Trong đó một người hỏi, có điểm cổ quái, thực lực của hắn nếu là nhưng từ hơi thở tới xem, thế nhưng chỉ là một người đấu thần, chuẩn xác tới nói, chỉ là một người cửu tinh đấu thần cửu tinh đấu thần không có khả năng tuyệt đối không có khả năng mới vừa rồi chúng ta kia một kích đủ rồi diệt sát bước đầu tiên bất hủ cường giả bước thứ hai cũng chưa chắc có thể tiếp hạ một người đấu thần sao có thể tiếp hạ ta sao bằng ánh sáng ba người liên thủ tạo thành trận pháp trung gian người thực lực mạnh nhất hiển nhiên chính là trường trận người mới đến chư vị liền đưa lên như vậy một phần đại lễ chỉ sợ không được tốt đi tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu lên Ánh mắt nhìn về phía ở xa ba người, trầm giọng mở miệng. "Sinh tử có mệnh, cường giả sinh kẻ yếu chết, người nếu bất tử, chết chính là chúng ta, sinh tử tự nhiên là các bằng thực lực." Trung gian nam tử hờ lạnh một tiếng đáp lại Tiêu Viêm nói. "Lời tuy như thế, ánh các ngươi ba người đánh ta một cái, có thể hay không không quá công bằng? Theo ta được biết, mỗi một tầng chỉ có thể tấn chức một người, các ngươi ba người bên trong hay là ở giết chết ta sao?" Lại lẫn nhau tàn sát. Tiêu Viêm ánh mắt một trọn, loại tình huống này tự nhiên là chức dùng ngôn ngữ nhìn xem có thể hay không chức khơi màu nội chiến nhanh nhất đổi mới đấu phá chi vô thượng chi cành công bằng ở mạng sống trước mặt nhưng không có công bằng còn có ai nói cho người mỗi tầng chỉ có thể tấn chức một người ba người trung gian cầm đầu nam tử trầm giọng nói tiêu viêm cũng là cố ý dò hỏi chính là đã nhận ra ba người liên thủ cổ quái hành vi nếu là chỉ có thể tấn chức một người chỉ sợ đã sớm bắt đầu lẫn nhau chém giết càng không thể sẽ liên thủ đối phó địch nhân cho nên tiêu viêm mở miệng dò hỏi cũng là đối vấn đề này tiến hành xác nhận. Tiêu viêm cười khổ, xem ra kia nam tử nói chính là thật sự, nhưng cũng là hắn ngay từ đầu lừa gạt tiêu viêm, đương nhiên có lẽ ngay cả hắn đều cũng không biết được nơi đây quy tắc, lời nói hết thảy trong lòng đều không có định số, ở nhìn thấy tiêu viêm cường đại thực lực sau lâm thời biên ra. Một khi đã như vậy, bốn người liên thủ so ba người hẳn là sẽ càng cường không phải, tiêu viêm cười nói, xin lỗi, trận này chỉ cần ba người, nhiều một người cũng không thể, nam tử lạnh lùng nhìn tiêu viêm nói phải không vậy thật đáng tiếc tiêu viêm bất đắc dị nhún vai hừ liền ở tiêu viêm giọng nói vừa mới rơi xuống ở xa quang trận lần thứ hai xoay tròn chỉ thấy ba người cùng tay giấu tay biến hóa đều có bất hủ trị lực trào ra một đạo hắc quang đó là hướng tới tiêu viêm bạo bán mà đến tốc độ kỳ mau vô cùng màu đen trùng tia sáng lần thứ hai nhắm chuẩn tiêu viêm ngực bất quá lúc này đây tiêu viêm đó là có điều chuẩn bị phía sau võ thần cánh đột nhiên ngưng hiện thân hình bỗng nhiên một bên, đó là trốn tránh mở ra, mày càng là vào giờ phút này vừa nhíu, bàn chân về phía trước một bước rút ra phía sau bát hoang huyền trọng. Xích, hóa thành đạo đạo tàn ảnh nhanh chóng tới gần kia khống trận công kích hắn kia ba người, hừ, tìm chết. Cầm đầu nam từ lập tức đó là hừ lạnh một tiếng, nhìn tới gần tiêu viêm, giờ phút này như cũ không cho là đúng. Bởi vì ở tiêu viêm trên người giờ phát ra dao động không có làm hắn cảm nhận được bất luận cái gì một tiêu uy hiếp. Đường hắn loại này ý tưởng chỉ tại hạ một khắc tiêu viêm này một thước rơi xuống sau liền hoàn toàn thay đổi oanh nam từ khống chế đại trận hướng tới tiêu viêm công kích mà đi tiêu viêm có thể trốn tránh nhưng nếu trốn tránh liền sẽ mất đi công kích này tốt nhất thời cơ cho nên tiêu viêm không có tránh né mà là nghinh diện mà thượng mặc cho kia màu đen trùm tia sáng rừng ở trên người cũng muốn đem này một thước rừng ở bọn họ trên người mới bằng lòng bỏ qua màu đen trùm tia sáng rừng ở tiêu viêm trên người trận này uy lực không tầm thường dù cho là tam tinh nguyên thần bất hủ thân thể cũng đồng dạng bị trùng tia sáng xuyên thủng chẳng qua xuyên thủng ra thịt sao dừng lại ở cứng sán cốt cách chỗ bọn họ này một kích không có chặn lại tiêu viêm như vậy tiêu viêm một thước lôi cuốn ngập trời ngọn lửa cùng lôi đình gào thét mà xuống thước đo rơi xuống phía trước nam tử sắc mặt đều còn thập phần bình đạm cho đến trong tay hán đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương đó là cùng tiêu viêm gào thét mà đến này một thước đối chạm vào nhưng lúc này nam tử kỳ thật đã đã nhận ra không thích hợp tiêu viêm hai lần ngăn cản ở bọn họ trận pháp chi lực bởi vậy có thể thấy được đối phương có được kiểu gì khủng bố lực phòng ngự nhưng không có bất luận cái gì bất hủ chi lực dao động phát ra tiêu viêm làm hắn cảm giác được thập phần kỳ quái cho nên mới dám ra tay đi cùng tiêu viêm va chạm trường kiếm cùng cự thức va chạm một cái chớp mắt hai người gần chỉ là cứng lại nam tử trường thương trực tiếp bị chấn khai tiêu viêm bát hoang huyền trọng xích không lưu tình chút nào anh hướng này ngực người sau vội vàng đem trường thương che ở trước ngực bát hoang huyền trọng xích oanh ở này thương trên người lực lượng cường đại nháy mắt lại là đêm này trường thương sinh sôi đánh gãy tiêu viêm bát hoang huyền trọng xích rừng ở này ngực phía trên nam tử ngực ao hãm huyết nhục tạc nứt lúc này tiêu viêm năm ngón tay bỗng nhiên dò ra trực tiếp xuyên thủng này ngực huyết nhục mơ hồ gian tiêu viêm trong tay thình lình đã nháo một quả kim sắc còn ở nhảy lên trái tim cầm đầu nam tử nhất chiều đó là đêm này đánh bại tiêu viêm thân hình không có đình trệ thân hình lần thứ hai vừa động được hướng về phía mặt khác hai người kết cục cơ hồ cũng là giống nhau như đúc bọn họ ở tiêu viêm trong tay đều lớn nhất chiêu đó là bị thua này cầm đầu nam tử chính là đế chi bất hủ bước thứ hai cường giả mặt khác hai người còn lại là bước đầu tiên ba người thực lực đều không tính quá cường chuẩn xác nói đến so với phía trước sở gặp được hai người đều phải nhược tượng không ít nhưng bọn hắn lại có thể tồn tại xuống dưới chỉ sợ cùng bọn họ mới vừa rồi liên thủ thi triển trận pháp có quan hệ nếu không có có tam tính nguyên thần cường đại thân thể tâm thường bước thứ hai cường giả cũng khó có thể ngăn cản bọn họ cũng không nghĩ tới, lại là như vậy mau liền đá tới rồi như vậy một khối ngạnh đến khó có thể tưởng tượng ván sắt. Đến nỗi ba người tánh mạng, tiêu viêm ánh mắt lạnh lùng, không có bất luận cái gì do dự, đó là trực tiếp đem bước đầu tiên hai người mạt sát, để lại ba người cầm đầu tên này nam tử, đảo không phải tiêu viêm nhân từ nương tay, mà là tưởng ở này trên người dò hỏi một chút nơi đây càng cụ thể quy tắc. Cẩn thận nói nói, nơi đây người sở hiểu biết đến quy tắc, tiêu viêm nhìn nam tử, lúc này hắn trái tim tiêu viêm còn cầm trong tay ngọn lửa bốc lên gian tùy thời đều có thể đem này nghiền nát nam tử sắc mặt trắng bệch rõ ràng tiêu viêm trên người một tiêu bất hủ chi lực đều không có vì sao sẽ như thế cường đại hắn không nghĩ ra mặc dù giờ phút này chiến bại hắn như cũ không nghĩ ra người phía trước theo như lời không có hạn chế nhân số tiêu viêm đem trong lòng nghi hoặc nói ra nam tử nghe vậy cắn răng gật gật đầu mặc kệ tiêu viêm là cái gì thực lực ít nhất muốn giết hắn dễ như trở bàn tay là chẳng lẽ ngươi không biết sao nam tử nói tiêu viêm nhướng mày trong mắt hiện lên một mặt lửa giận này không phải vô nghĩa sao biết còn cần hỏi ngươi tiêu viêm tâm nói nếu là như thế chẳng phải là ai đều có thể tiến vào cao hơn tầng tiêu viêm nhịn xuống lửa giận lại hỏi đương nhiên không phải giết chóc chi tháp tổng cộng có 28 tầng muốn tiến vào càng cao tầng cần thiết trong cơ thể có được cũng đủ ma khí tỷ như này tầng thứ hai nhất định phải trong cơ thể đã ngưng tụ ma đan nam tử lúc này mới chậm rãi trả lời nói tiến vào tầng thứ hai tư cách là có được ma đàn kia chẳng phải là nói phía trước cùng tiêu viêm giao chiến hai người kỳ thật đã sớm có được tiến vào tầng thứ hai tư cách không nghĩ tới thế nhưng trêu chọc đến tiêu viêm cái này sát tình đem mạng nhỏ cấp chơi ném tầng thứ ba đầu tiêu viêm hỏi ở hấp thu cũng đủ ma khí sao ma đàn sẽ xuất hiện ma văn tầng thứ ba yêu cầu ma đàn cụ bị một đạo ma văn mà sau ta phòng chừng hẳn là lấy này loại suy nam tử đáp lại nói tiêu viêm vấn đề ánh mắt lộ ra suy tư chi sắc hắn nơi này tầng thứ hai bên trong xương xám không bằng tầng thứ nhất nồng đậm. Mà lúc này tiêu viêm trong tay chính cầm đánh chết kia hai người đoạt được đến ma đan, này hai quả ma đan đều là không có ma văn, một đạo cũng không có, hiển nhiên bọn họ cũng là vì tăng lên chính mình ma đan cho nên mới sẽ lựa chọn tại đây chặn giết tiêu viêm. Bởi vì nơi này ma khí đã không đủ để tăng lên trong cơ thể ma đan, chỉ có tìm kiếm chờ đợi tấn chức đến đây từng người, đưa bọn họ san giết, sau đó lấy này ma đan do đó tăng lên chính mình ma đan, mới có thể đạt được cụ bị tấn trước càng cao tầng tư cách thì ra là thế. Tiêu Viêm Tâm nói như thế xem ra tăng lên hẳn là phi thường khó khăn. Nhưng Tiêu Viêm trong cơ thể Ma đàn cũng đã cụ bị bảy đạo Ma Văn. Tiêu Viêm trong lòng suy tư một phen sau, bỗng nhiên minh bạch nơi đây kỳ thật còn có một cái quy tắc mà hắn Ma đàn sở dĩ cụ bị bảy đạo Ma Văn cũng đúng là bởi vì Tiêu Viêm đạt tới điều kiện này. Điều kiện này cũng vừa lúc có thể nói được thông sau lại xuất hiện nam tử vì sao muốn ra tay mạt sát tiêu viêm cùng cầm kiếm nam tử thậm chí hắn nói có biện pháp làm hai người đồng thời tấn chức nếu là mạt sát này từng sở hữu tấn chức giả có thể được đến ma khí quán đỉnh tiêu viêm nhìn nam tử lòng bàn tay bên trong ngọn lửa bốc lên dựng lên nam tử thấy thế lập tức biến sắc đại nhân tha mạng ta nơi này còn có một ít quan trọng tin tức đình đối đại nhân sẽ có điều trợ giúp nam tử biết được chính mình mới vừa rồi lời nói nhưng không đủ để làm tiêu viêm lưu hán một người rốt cuộc mới vừa rồi đã đem nói đã chết hơn nữa đối tiêu viêm triển khai hai lần công kích nhất định sẽ bị tiêu viêm diệt khẩu tiêu viêm nghe vậy dừng lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa ánh mắt nhìn về phía nam tử nói đến nghe một chút ta biết được này tầng có một chỗ ma tuyền ẩn chứa nồng đậm ma khí ít nhất có thể là ma đan tăng lên đến hai văn thậm chí tam văn nếu là đại nhân muốn đạt được thiên hà ma quân truyền thừa cần thiết đạt được đại lượng ma khí mới có tư cách nam tử nghiêm túc nhìn tiêu viêm nói ma tuyền đã có bực này địa phương các ngươi vì sao còn muốn lựa chọn tại đây san giết người khác tới đạt được ma khí tiêu viêm lãnh lệ nhìn nam tử lần thứ hai trầm giọng chất vấn nói khi nói chuyện tiêu viêm lòng bàn tay ngọn lửa lần thứ hai bốc lên đại nhân chậm đã ta chờ cũng muốn đi nhưng nơi đó bị một người thứ năm bức cường giả sở bá chiếm đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ nam tử cười khổ mà nói nói tiêu viêm hỏi ngôn hơi hơi nhớ mày chợt đó là đem trái tim trả lại cho nam tử như thế hành động ngược lại sẽ làm nam tử càng thêm cẩn thận bởi vì như vậy mới có thể có vẻ tiêu viêm hoàn toàn không đem hắn để phòng mắt dẫn đường tiêu viêm đạm nhiên nói nam tử tiếp nhận trái tim hóa thành bất hủ chi lực dung nhập này trong thân thể sao vội vàng gật đầu tiêu viêm linh hồn chi lực tàn ra có thể rõ ràng nhận thấy được nơi này so với phía trước kia một tầng càng thêm diện tích rộng lớn nơi này như thế nào không có những cái đó ma vật tiêu viêm không cấm tò mò hỏi ma vật đại nhân nói chính là những cái đó bị ma khí ma hóa ma đầu sao nam tử nghi hoặc nói Tiêu viêm vấn đề khẽ nhíu mày, hay là phía trước sở đánh chết những cái đó ma đầu đều là không có chống đỡ chủ ma khí, bị ma khí ăn mòn đánh mất linh trí cùng sinh mệnh lực chuyển hóa mà thành. Ngươi nói bọn họ đều là phía trước đều là người, đương nhiên, đại nhân không biết sao. Có thể tiến vào này giết chóc chi tháp giả, đều là có thể ở ma khí dưới bảo trì thanh minh, nếu không liền sẽ bị ma khí rút cạn thọ nguyên, biến làm chỉ biết giết chóc ma đầu, ngày đó ma đầu ẩn chứa không ít ma khí, chúng ta cũng là tầng thứ nhất gặp được quá một ít, này tầng thứ hai nếu là gặp được đã có thể không phải bình thường ma đầu nam từ một bên dẫn đường một bên chậm rãi giải thích nói tỉ như bên trái đang theo chúng ta tới rồi đồ vật sao tiêu viêm nói giọng nói vừa mới rơi xuống bên trái xương xám giữa một đạo hắc ảnh đột nhiên ngưng hiện thân hình khổng lồ dường nanh múa vuốt này che kín răng nhọn miệng khổng lồ phảng phất đều kéo đến cái óc nam tử sắc mặt lập tức biến đổi lập tức đó là tính toán sau này đào bắn không ngờ trên bông trực tiếp bị tiêu viêm một chân nó là ngươi đồ ăn, tiêu viêm trầm giọng nói. nam tử cười khổ, lui là không thể lui, xem ra chỉ có càng ra đầu đem vài cấp đánh chết mới được. hình thể phiên mấy lần ma đầu che kín răng nhọn miệng khổng lồ đó là hướng tới nam tử cắn tới. nam tử ánh mắt cũng là một ngưng, mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là đế chi bất hủ bước thứ ba cường giả. bước này ma đầu thật muốn đánh lên tới, quả quyết không có khả năng là đối thủ của hắn. đinh cứng cỏi răng nhọn một ngụm cắn ở nam tử đâm ra đi trường thương phía trên buộc phát ra kim thiết va chạm tiếng vang nam tử cánh tay đột nhiên dùng sức về phía trước một thứ trường thương ở này răng nhọn thượng quát lên hòa tinh nhưng cũng thuận thế đâm vào này khoang miệng bên trong trực tiếp đem này đầu xuyên thủng nguyên bản cho rằng ma đầu sẽ như vậy bỏ qua lại không ngờ ma đầu tựa hồ hoàn toàn không có đau đớn mặc kệ xuyên thủng cái ót trường thương theo trường thương thon dài hai tay nam ngón tay như cương đao giống nhau lợi chảo đó là hướng tới nam tử gào thét mà đến lệnh nam tử cũng không thể không đưa khai trường thương sau này tránh lui, bắt đầu phóc một cái không, chợt đó là đem xuyên thủng này chán trường thương rút ra tới, hơn nữa cũng không có đem này ném xuống, còn lại là lấy ở trong tay chính mình, làm ra một cái cùng nam tử phía trước giống nhau như đúc cầm súng tư thế. Cái này xúc sinh thế nhưng còn có bắt chước người khác bực này linh trí. Nam tử không cấm thầm móng một tiếng, chợt trong tay lần thứ hai hiện lên một thanh trường thương, hơn nữa tựa hồ chui này trường thương càng thêm lợi hại một ít, trường thương lấy ra một cái chớp mắt đó là có thú tiếng hô từ trong đó truyền ra, hiển nhiên chưa này trường thương bên trong là tồn tại thương linh xúc sinh nhận lấy cái chết nam tử quát chói tay một tiếng thương ảnh như mưa rền gió giữ giống nhau hướng tới ma đầu bao phủ mà đi nhưng mà lúc này tiêu viêm còn lại là ở cách đó không xa hai tay ôm ngực đạm nhiên nhìn giữa hai bên chiến đấu bất quá ở nam tử nghiêm túc lúc sau ma đầu cuối cùng ngã xuống này trường thương dưới ma đầu đầu bị thiết hạ như càng là trực tiếp bị xuyên thủng một cái thật lớn lỗ thủng dù sao cũng là một cái không có gì linh trí ma đầu toàn dựa vào ma khí cùng nam từ một trận chiến bất quá bực này ma đầu thực lực đã là không tầm thường ít nhất nếu thật là một người đấu thần liền tỷ như tiêu viêm nếu là không có dung hợp phân thân lực lượng còn lấy bản tôn cùng với một trận chiến tiêu viêm cũng không dám nói có thể ở này trong tay thắng xuống dưới đối với bất hủ này ma đầu còn tính có thể giải quyết nhưng nếu đối mặt đấu thần chỉ sợ mặc dù cửu tinh đấu thần đều phải phí thật lớn sức lực mới vừa có khả năng đem này chiến thắng ma đầu ngã xuống lúc sau thân hình đó là chậm rãi tiêu tán rồi sau đó hóa thành một quả ma đan nam tử đảo cũng hiểu chuyện cầm lấy ma đan đó là đưa đến tiêu viêm trước mặt đảo còn tính một cái thức thời giả ngay đó ma đầu sinh thời hẳn là đều là bất hủ cường già thật là đáng tiếc tiêu viêm thở dài một hơi nam tử cũng học tiêu viêm tức hận gật gật đầu đúng vậy rất đáng tiếc nhưng đều là vì truyền thừa mà đến chết trận tại đây đảo cũng đều là chính mình lựa chọn nam tử nói tiêu viêm không nói gì tiếp tục hướng tới trước đoạn lao đi, một bên phi một bên lập bầm nói. Thế nhưng không có nạp giới, phía trước những cái đó ma đầu cũng giống nhau, chúng nó nạp giới đều đi đâu đâu. Nam tử nghe được tư viêm lời nói sao, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, lúc này mới minh bạch, tư viêm nguyên lai lời nói đáng tiếc, không phải này đó cường giả ngã xuống tại đây đáng tiếc, mà này đó ma đầu không có phát hiện có nạp giới mà cảm thấy đáng tiếc. Còn tưởng rằng tiêu viêm cùng mặt khác người bất đồng, còn có mang từ bi chi tâm, hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn nhiều lo lắng. Đã chết hóa thành ma đầu liền tính, còn muốn nhớ thương người khác sinh thời nạp giới, này tự hồ so ma đầu còn muốn càng giống ma đầu, nam tử đối với tiêu viêm cũng càng thêm tiểu tâm cẩn thận, thậm chí tính toán đem chính mình nạp giới trước tiên hiến cho tiêu viêm, vạn nhất hối hận, nhớ thương hắn nạp giới, bởi vì nạp giới. Đem hắn cấp cát, kia đã có thể mất nhiều hơn được, dù cho nạp giới bên trong đều là cả đời chưa đựng xuống dưới không ít bảo bối, bất quá giờ phút này cùng chính mình mạng nhỏ so sánh với, nạp dưới đồ vật lại tính cái gì, cùng lắm thì đi ra ngoài về sau lại đi cướp về đó là. Hai người một trước một sau, nam tử ở phía trước tiêu viêm ở phía sau, dù sao đại khái ý tứ hiện tại nam tử chính là tiêu viêm lá chán thịt, có cái gì nguy hiểm cũng là hắn trước thượng, nam tử bất đắc dĩ A, chính mình rõ ràng chỉ là đáp ứng mang cái lộ, hiện tại khen ngược, trực tiếp thành tiêu viêm ngựa con. Việc nặng việc dơ hắn đều đến làm, nếu là tiêu viêm không vui, còn có khả năng tùy thời sẽ bị tể, tốt xấu cũng là đế chi bất hủ bước thứ ba cường giả đặt ở cái nào giới không sao trời không được bị trở thành thần phật lão tổ cung phụng quá nhẹn khuất liền ở nam tử cười khổ hết sức đi trước ước chừng mấy trăm trượng sau mấy đạo hàn mang từ bốn phía gào thét mà đến nam tử lập tức ánh mắt một ngưng rút ra trường thương trên người bất hủ chi lực kích động trường thương như ảnh đó là đem công kích ngăn cản mà đi tiếp theo nháy mắt đó là có ba đạo thân ảnh từ bất đồng phương hướng hướng tới nam tử lừa tới nam tử tức khắc ánh mắt trầm xuống đảo không phải sợ hãi, mà là nghĩ thầm như thế nào toàn bộ đều chiều hắn mà đến, theo lý mà nói, những người này đều sẽ như hẳn phía trước như vậy, sẽ đem tiêu viêm coi như mềm. Quả hồng, bình thường tới nói, đều là trước nết mềm quả hồng, đương nam tử quay đầu vừa thấy thời điểm, đó là phát hiện tiêu viêm không biết khi nào lại là không thấy thân ảnh, nam tử một đầu hắc tuyến, ba đạo thân ảnh đã là tới gần, sắc bén công kích tức khắc đem hắn bao phủ. Một cái bước thứ hai, hai cái bước đầu tiên, bực này thực lực cũng dám lỗ mãng không biết tiêu viêm biến mất đi nơi nào, nhưng trước mắt vẫn là muốn đem ba người đầu tiên giải quyết lại nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ba người đều là bất hủ, chẳng qua thực lực cũng không cường, mạnh nhất một cái cũng chỉ là bước thứ hai. Nam tử bước thứ ba thực lực muốn ứng đối ba người, cũng không tính khó khăn, đương nhiên, bọn họ dám đối với bước thứ ba nam tử ra tay, cũng như nam tử phía trước đối phó tiêu viêm giống nhau, sớm tại nơi này trước tiên vài cục, thánh quang chủ sát trận. Chỉ thấy ba người thân hình hơi chấn động, đó là tay hình bay nhanh biến ảo ở nam tử đỉnh đầu quang trận ngưng tụ trói mắt vô cùng trùng tia sáng nháy mắt đem nam tử bao phủ trùng tia sáng ngay lập tức đó là đem nam tử thân hình xuyên thủng quang trận tràn ngập cực đoan hủy diệt chi lực phảng phất muốn đem nam tử cấp trực tiếp nhiền nát quang trận xoay tròn vạn đạo trùng tia sáng điên cuồng thổi quét nam tử giờ phút này muốn tránh lui hiển nhiên đã không còn kịp rồi tràn ngập hủy diệt lực lượng trùng tia sáng phảng phất muốn đem nam tử làn da huyết nhục cấp sinh sôi bốc hơi quang trận dưới nam tử bộc phát ra cực kỳ thống khổ kêu thảm thiết tấm động sau một lúc lâu lúc sau quang trận mới là chậm rãi tiêu tán nam tử thân hình lay động toàn thân không có một tấc làn da hoàn hảo cả người giống như bị lồ da giống nhau huyết nhục cũng là đen nhánh một mảnh thậm chí có thể nhìn đến kia huyết nhục dưới nhảy lên kim sắc trái tim nhưng bất hủ chi lực cường đại khôi phục lực đó là lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ chữa trị nam tử toàn thân bốc lên dày đặc bạch khí ba người tự nhiên sẽ không cấp nam tử khôi phục thời gian ba đạo quang thẳng đó là hướng tới nam tử gào thét mà đến đem nam tử thân thể gắt gào bó trụ quang thẳng tựa hồ ẩn chứa ngăn cản khôi phục độc tố lệnh nam tử lần thứ hai phát ra thống cổ tiếng kêu thảm thiết cả người là huyết nam tử không hề kiện pháp ba người bên trong thực lực mạnh nhất bước thứ hai thân hình đã là dò ra cầm trong tay trường kiếm lôi cuốn bất hủ chi lực hướng tới nam tử trái tim xuyên thủng mà đi chỉ cần đem này trái tim hủy diệt nam tử thực lực liền sẽ từ bước thứ ba ngã xuống đến bước thứ hai kia liền không có khả năng gặp lại là bọn họ ba người đối thủ. Lược tới nam tử sắc mặt tàn nhẫn, hắn cũng biết được, đây là hắn duy nhất chiến thắng cơ hội, một khi làm này khôi phục lại, lại tường đối mặt bước thứ ba cường giả, đã có thể không dễ dàng, bị quang thẳng bó trụ nam tử cũng là không thể động đậy, bắt thấy liền phải bị ba người vây công đến chết. Hừ. Một thanh cự thức tử ở xa lửa tới, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chặn lại thứ hướng này trái tim nhất kiếm, đang. Cự lực đó là sinh sôi đêm này đầy lui mà khai, cầm kiếm nam tử biến sắc thân hình sau này muốn lui ánh mắt hướng tới cự thức bay tới phương hướng nhìn qua đi chỉ thấy tiêu viêm không nhanh không chậm từ kia xương xám trung dạo bước mà ra ngươi này bước thứ ba thực lực nhiều ít có điểm thủy a à. tiêu viêm thanh âm chậm rãi vang lên ba người đồng thời hướng tới tiêu viêm ánh mắt nhìn lại đây cơ hồ trăm miệng một lời nói đấu thần tề cao người đi rất hắn nói xong tên là tề cao nam tử thân hình lược ra bàn chân về phía trước một bước tốc độ cực nhanh giơ tay ẩn chứa bất hủ chi lực một trường đó là đột nhiên hướng tới tiêu viêm trục tới giữa không trung trăm trượng cự trường tề cao lãnh lãnh nhìn tiêu viêm trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình đảo không phải hắn cuồng vọng mà là thân là bất hủ tự nhiên khinh thường đấu thần vô luận tiêu viêm là máy tinh đấu thần bất hủ đều là có thể nghiền áp giờ phút này bị quang thẳng bó trụ nam tử nghe được mấy người đối thoại kia cơ hồ cùng bọn họ nhìn thấy tiêu viêm khi giống nhau như đúc phản ứng hoàn toàn sẽ bị tiêu viêm đấu thần hơi thờ sờ lờ gạt sau đó xem thường hắn tỷ như lúc này hướng tới tiêu viêm lao đi tên là tề cao nam tử chỉ thấy kia trăm trượng cự trưởng rơi xuống hết sức tiêu viêm thân hình không có chút nào trốn tránh trên người kích động duyệt hư thiên lôi trực tiếp nghênh diện mà thượng tìm chết tề cao lãnh hừ một tiếng chính mình một trưởng này ít nhất không phải một người đấu thần có thể tiếp hạ tề cao đối này có cũng đủ tự tin có thể đem không có trốn tránh tiêu viêm trực tiếp oanh sát nhìn tiêu viêm tới gần cự trưởng thân hình bỗng nhiên đột nhiên ra tốc lại là trực tiếp xuyên thấu này cự trưởng trong nháy mắt liền tới rồi tề cao trước mặt, người sau thậm chí không có phản ứng lại đây, tiêu viêm nắm tay đó là hướng tới hắn gào thét tới. Oanh! Một tiếng vang lớn, tề cao cứ việc ở tiêu viêm nắm tay rơi xuống là lúc kích động bất hủ chi lực phòng ngự, nhưng như cũ vẫn là thời gian đã muộn, chỉ thấy tề cao ngực tất cả ao hãm, trong mắt đột ra, mồm to máu từ hỗn loạn rách nát nội tạng, phụt lên mà ra. Oa! Một quyền dưới, tề cao thân hình tuy rằng không có trực tiếp nổ tung, nhưng toàn thân cốt cách cơ bản tất cả đứt gãy, toàn bộ thân thể 90% đều bị phá hủy, giống như một bãi bùn lầy giống nhau thật mạnh nện ở trên mặt đất. Tức khắc gian, mặt khác hai người đồng tử sậu xúc, ánh mắt cực độ dùng mình nhìn về phía tiêu viêm, chỉ có bị quang thẳng bó trụ nam tử khóe miệng hơi hơi dơ lên, nguyên bản phía trước còn cảm thấy có chút ủy khuất, bất quá hiện tại là cỡ nào may mắn cùng tiêu viêm không phải đối địch quan hệ. Hắn không phải đấu thần, bước thứ hai nam tử kinh hô một tiếng, nói xong đó là thân hình sau này cấp tốc đảo bắn, hắn muốn trốn. Chẳng qua tiêu viêm phía sau võ thần cánh run lên, thân hình đó là hóa thành đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện ở kia đảo bắn nam tử trước mặt, vô luận hắn sau này lùi lại tốc độ có bao nhiêu khối, tiêu viêm liền ở hắn trước mặt, giờ phút này hắn cảm giác ra đầu một trận tê dại, hoàn toàn không nghĩ tới thế. Nhưng sẽ trêu chọc đến tiêu viêm như vậy quái vật, vô quyền liền thiếu chút nữa đem một người bất hủ oanh sát. Nam tử tuy rằng không biết tiêu viêm là cái gì thực lực, nhưng kia một quyền, khiến cho nam tử trong đầu hiện lên một ý niệm, ít nhất thứ năm bước, không. Có khả năng là thứ sáu bước, so ma tuyển kia quái nhân còn mạnh hơn, ngươi nếu còn trốn, kết cục cùng với giống nhau, tiêu viêm lãnh lệ thanh âm thình lình truyền ra, thanh âm truyền ra một cái chớp mắt, giống như sấm sét ở nam tử trong óc bên trong nổ vang, lập tức ngừng lại, không có chút nào do dự. Nam tử đột nhiên dừng lại, cúi đầu tới, đôi tay ôm quyền chắp tay, thân thể dùng mình, đại, đại nhân tha mạng, Lý do, tiêu viêm lạnh lùng nói, lý do, nam tử cười khổ, muốn sống còn cần cái gì lý do, nam tử ngẩn người, tiêu viêm ánh mắt đó là lạnh lùng, có thể lưu bọn họ tánh mạng, nhưng không có tất yếu. Từ từ, ta biết ma tuyền, ta có thể mang đại nhân đi, nam tử nói, tiêu viêm còn lại là hơi hơi quay đầu nhìn về phía lúc này đã tránh thoát quang thằng nam tử, trên người thương thế đang ở theo hắn phập phòng hô hấp bay nhanh khép lại, cái này lý do hắn nói qua. Nam tử nghe vậy bỗng nhiên cả kinh, vốn tưởng rằng bọn họ vây công là hai người làm người dẫn đầu, lại không có nghĩ đến tiêu viêm mới là cái kia cường đại nhất, hơn nữa đều giống như bọn họ, phòng trừng cũng bị tấu một đốn sau so khuất phục cùng tiêu viêm, nếu không có mặt khác lý do nói. Tiêu viêm nắm tay nắm thật chặt, nam tử cái chán mồ hôi lạnh ứa ra. Đại nhân, ma tuyền bên trong của cái nữ ma đầu, ta biết hắn nơi phương vị, là một người thứ năm bức cường giả, nàng này lại hung hãn thực, không chỉ có như thế, nàng này bên cạnh còn có một người dáng người cường tráng nam tử, theo ta được biết tựa hồ cũng là một người bước thứ ba cường giả. Nam tử vội vàng lại nói, tiêu viêm nghe vậy nhướng mày, tiêu viêm đối này nhưng thật ra không có nhiều ít hứng thú, ngược lại đối kia ma tuyển có vài phần tò mò, không biết trong đó hay không ẩn chứa càng thêm nồng đậm tinh thuần thần chi nguyên khí. Dọc theo đường đi tiêu viêm đều đang không ngừng bước phục đoạt đường nguyên đan, nhưng trong tay đã tiêu hao hầu như không còn, mà này đó nguyên đan cũng làm tiêu viêm nguyên khí nội tình đi tới 700 triệu năm ngàn vạn, khoảng cách cửu tinh đấu thần trung kỳ đã là không xa nơi này ẩn chứa như thế tinh thuần nguyên khí, tiêu viêm, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha thiên hà ma quân truyền thừa chỉ là nhân tiện tăng lên bản tôn thực lực mới là tiêu viêm chân chính mục đích. chẳng qua ma tuyền giữa nghe người này lời nói, nếu thật là một người thứ năm bước cùng bước thứ ba, phải đối phó lên còn có chút phiền toái. đương nhiên có nữ đế ở không ngoài ý muốn, đương nữ đế tiểu bạch kiểm tiêu viêm hoàn toàn có thể không sợ gì cả. chẳng qua tư duy theo quán tính làm tiêu viêm cũng không nghĩ tới nhiều ỷ lại nữ đế ngươi biết được bọn họ phương vị tiêu viêm hỏi nam tử vội vàng gật đầu đúng vậy đại nhân chúng ta chính là từ ma tuyền chạy ra tới bọn họ còn ở trong đó hấp thu ma khí ta có thể mang đại nhân tránh đi bọn họ nam tử cho rằng tiêu viêm sợ hãi bọn họ vội vàng nói tiêu viêm không nói gì mà là khẽ gật đầu nam tử thấy thế như chút được gánh nặng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều nghĩ thầm cuối cùng là tạm thời nhạt về một cái tánh mạng mang lên người của ngươi đi thôi tiêu viêm lạnh lùng nói nam tử gật gật đầu phía trước bị tiêu viêm oanh đoạn toàn thân cốt cách bất hủ cũng là ở tiêu viêm cùng với nói chuyện với nhau giữa khôi phục hơn phân nửa hành động đã không thành vấn đề bởi vậy có thể thấy được bất hủ cường giả khôi phục lực lượng có bao nhiêu khủng bố này cũng đúng là đấu thần không có khả năng chiến thắng bất hủ nguyên nhân chi nhất liên tính có thể thương cập bất hủ lại cũng vô pháp khó có thể đem này chém giết liên tính háo một người bất hủ cũng có thể đem đấu thần cấp sống sờ sờ háo chết khủng bố khôi phục lực lượng chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng bất hủ chi lực đều là có thể cho thân thể lấy vẻ gãy nghiền nát tốc độ nhanh chóng khôi phục. Thiếu chút nữa bị giết người liên thủ mà sát nam tử cũng khôi phục lại đây, bốn người ở phía trước, tiêu viêm ở phía sau, tiếp tục hướng tới trước đoạn mà đi, đội ngũ bất chi bắt giác liền trở nên khổng lồ lên, đương nhiên này mấy người trong lòng cũng rất rõ ràng, bọn họ đối với tiêu viêm tới nói bất quá đều chỉ là pháo hôi, cũng không có việc gì, bọn họ đều đến ở đằng trước. Tầng thứ hai không gian so trong tưởng tượng càng diện tích rộng lớn, mà bọn họ nói cho Tiêu Viêm Ma Tuyền cũng là ở nửa nén hương sau cuối cùng nhìn đến này tung tích, nơi này đánh nhau dấu vết phi thường thảm thiết, có thể nhìn đến còn có không ít thi thể, tiếp tục đi phía trước, phía dưới đã đều là từng mảnh màu đỏ. tìm mặt nước, có thể cảm nhận được trong đó sở phát ra dày đặc ma khí. Đại nhân, theo ta được biết bọn họ ở Ma Tuyền phía đông, chúng ta đi phía tây liền có thể tránh đi bọn họ. Nam tử quay đầu đối với Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm khẽ thuật đầu, dẫn đường. Nhưng hắn lại không biết tiêu viêm có được vực cảnh linh hồn chi lực này cũng không lớn quanh mình chỉ cần không phải có thể che giấu hơi thở cơ bản đều tránh thoát tiêu viêm vực cảnh linh hồn chi lực tra xét mà tiêu viêm phát hiện ma tuyền bên trong đích xác có lưỡng đạo cường hãn hơi thở chẳng qua bọn họ nhưng không ở phía đông mà là nam tử lời nói phía tây tiêu viêm vẫn chưa vạch trần mà là tiếp tục làm này dẫn đường thực mau đó là tới gần kia lưỡng đạo hơi thở lúc này kia nam tử thân hình lấy cực nhanh tốc độ vọt vào sơn xám giữa biến mất không thấy chỉ để lại mặt khác hai gã bước đầu tiên. Đại nhân, ta đã đêm này từng dư lại tất cả mọi người dẫn lại đây, xương xám giữa, chuyển đến mới vừa rồi biến mất kia nam tử thanh âm, mọi người sắc mặt khẽ biến, trừ bỏ tiêu viêm, đáng chết, chúng ta bị hắn hãm hại. Lúc ban đầu đi theo tiêu viêm nam tử trầm giọng nói, nắm tay nắm chặt, một người thứ năm bước cùng bước thứ ba, liên tính hiểu mạng cũng không có một tia chiến thắng hy vọng, trượt, ở xa một đạo hùng hậu thanh âm từ từ truyền ra, làm không tồi. Xương xám giữa, chỉ thấy mới vừa rồi biến mất tên kia nam tử lần thứ hai xuất hiện trên mặt hắn treo cười lạnh lạnh lùng nhìn tiêu viêm một bộ, bộ chó cậy thế chủ bộ dáng có thể nói bày ra vô cùng nhuần nhuyễn thật sự xin lỗi ta vừa mới nhớ lầm hẳn là phía đông nam tử còn không quên châm chọc một câu nói nhưng trên mặt lại tràn ngập một bộ thực hiện được biểu tình tựa hồ chính mình đều ở khen ngợi chính mình hảo tính kế tiêu viêm đạm nhiên cười cười nhìn nam tử ánh mắt kia phẳng phất đang xem ngu xuẩn tiếng nói vừa dứt chỉ thấy nam từ phía sau một cái tát gào thét mà đến, trực tiếp đem này khí phách phiến phi, làm lão tử nhìn xem, liền thừa mấy người này sao, tiếp tục tăng thanh âm lần thứ hai vang vọng, tiêu viêm nghe thanh âm, đương cẩn thận đi nghe thời điểm lại là lần cầm quen thuộc. Ở xa đứng lặng một người cao lớn thân ảnh, ánh mắt chính lãnh lệ nhìn chăm chú vào bọn họ, hơn nữa tiêu viêm tổng cộng bốn người, mà đương hắn ánh mắt nhìn quét một vòng sau, cả người bỗng nhiên chấn động, như bị xét đánh, gãi đầu chậm rãi xoay người sang chỗ khác kiêu bộ dáng tự hồ tính toán muốn chạy trốn kiêu phiến bay đến một bên nam tử tuy rằng bị đánh một cái tát nhưng là có thể nhìn đến tiêu viêm bị giết bị đánh một cái tát cũng không tính cái gì trên mặt treo cười lạnh tự hồ chính chờ đợi xem trận này trò hay đại nhân chính là bọn họ ta đẳng cấp điểm đều bị hắn cấp giết ngài đến thay ta làm chủ a à, nam tử quát lớn lời vừa nói ra vừa mới xoay người khổng lồ thân ảnh đi nhanh về phía trước một mại trực tiếp lần thứ hai một cái tát chiều hắn phía lại đây là mẹ ngươi cái chim chủ, ngươi như thế nào đem cái này sát tình cấp lão tử mang đến. Chỉ nghe thấy kia tục tàng thanh âm tràn ngập sát khí, một cái tát trực tiếp chụp nam từ một mồm to máu tươi phun ra, cả người cốt cách đứt cãi tảng lớn, hai mắt tức khắc tràn ngập tơ máu, cực kỳ khó hiểu nhìn khổng lồ thân ảnh. Chỉ thấy này khổng lồ thân ảnh lại là chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt cười làm lành, nhìn về phía tiêu viêm, tiêu viêm huynh, là bọn họ đối với người động tay sao. Thân hình cao lớn thân ảnh nhìn về phía tiêu viêm, người này đúng là tiến vào giết chóc chi tháp bị mạnh mẽ tách ra thẩm cự thấy tiêu viêm một cái chớp mắt hắn trong lòng đó là căng thẳng thật vất và thanh nhàn bá đạo mấy ngày đến lại biến thành ngựa con kia hai gã bước đầu tiên bất hủ tức khắc ánh mắt càng thêm hoảng sợ chỉ thấy thẩm thần lớn bước bán ra hai bàn tay liền hướng tới hai người phiến lại đây đại nhân tha mạng ta đều là nghe theo người mệnh bước thứ hai nam tử nhìn chiều hán lược tới như sát thần thẩm cự thần sắc hoảng sợ thẩm cự lại không có lưu thủ mà là ra tay đêm này ba người đều trực tiếp mà sát. Tên kia nam tử vốn tưởng rằng là tới tìm kiếm cứu tinh tính kế tiêu viêm một chuyến, nhưng không có nghĩ đến hắn này phiên tự cho là thông minh cử chỉ ngược lại là đem chính mình hại chết. Sát xong ba người lúc sau, thầm cử ánh mắt thình lình lại tỏa định tiêu viêm bên cạnh nam tử, người sau trong lòng tức khắc căng thẳng, kia cực nóng nóng bổng ánh mắt phảng phất muốn đem hắn sinh sôi cắn nuốt giống nhau, tuy rằng đều là bước thứ ba cường giả, nhưng hắn có thể cảm nhận được thầm cử so với hắn càng cường mà thầm cự tự hồ cố ý ở tiêu viêm trước mặt biểu hiện bởi vì hắn sợ hãi vị này tiểu tổ tông nếu là một cái trong lòng khó chịu như vậy bị mang đi chính là hắn thầm cự thân hình nháy mắt tới gần kia cực đại bàn tay ẩn chứa bất hủ chi lực liền hướng tới tiêu viêm bên cạnh nam tử trục tới ta làm người giết sao tiêu viêm bỗng nhiên lạnh lùng nói thầm cự thân hình đột nhiên cứng lại lập tức ngừng lại mặt lộ vẻ chua sót nhìn tiêu viêm không cho khoảnh khắc liền không giết bất quá đưa ngựa con thái độ muốn ninh xác bị tiêu viêm quát lớn sao thẩm cự không có sinh khí mà là tung ta tung tăng tiến lên đây đôi tay mở ra một tay cầm tam cái nạp giới một tay cầm ba viên ma đan đều là mới vừa rồi bị hắn đánh chết ba gã bất hủ hắn vốn không có thu quát thói quen nhưng gặp tiêu viêm một bên nam tử ánh mắt trở nên cổ quái hắn biết được tiêu viêm cường đại lại không có nghĩ đến thế nhưng sẽ làm nhiều như vậy cường giả đều vì này khuất phục cùng hắn giống nhau tựa hồ đều cam nguyện đi đường tiêu viêm ngựa con rốt cuộc cũng là bất hủ tuy nói không có khả năng lẫn nhau nhận thức nhưng một ít tuyệt đối cường giả như thế nào cũng có điều nghe thấy quyền âm thật giới giữa khi nào xuất hiện một người bất hủ thân thể siêu cấp cường giả nam tử cảm thấy thật là nghi hoặc cứ như vậy cấp giết người diệt khẩu là sợ bại lộ cái gì kế hoạch sao tiêu viêm không có khách khí đem thầm bàn tay khổng lồ trung đạp giới cùng ma đan đều nhận lấy sau ánh mắt đạm nhiên nhìn thầm cự cái gì kế hoạch huynh đài nơi nào lời nói mạng nhỏ đều túm ở ngài trong tay ta làm sao dám thầm cự cười khổ mà nói nói vừa rồi người nọ bị ngươi mạt sát phía trước ta như nghe được hắn nói là ngươi hạ mệnh lệnh huống chi ta hoài nghi ngươi mạng nhỏ hẳn là còn túm ôm mặt khác một người trong tay đi tiêu viêm buồn bã nói thầm cự nghe vậy biến sắc mặc kệ tiêu viêm lời nói là thật là giả loại này lời nói hơn phân nửa là tưởng lấy tánh mạng của hắn a à. mới vừa rồi kêu mấy người ta đích xác làm cho bọn họ đem người đưa tới nhưng đều không phải là chỉ định là tiêu viêm huynh hơn nữa ta cũng không có khả năng biết được tiêu viêm huynh tới nếu không ta như thế nào cũng sẽ đi tương tiếp, định không có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thẩm cự cực lực phủ nhận nói, trừ cái này ra ngươi còn có cái gì gạt ta sao, tiêu viêm đánh giá trong tay nạp giới, một bên điều tra, một bên mở miệng hỏi. Hảo đi, ta thừa nhận, đánh mạng đích xác nắm giữ ở ngô tình trong tay, nhưng cũng vẫn chưa kế hoạch hại ngươi, rốt cuộc ngu tình đánh mạng đều ở tay của ngài, liền tính muốn gạt, cũng là nàng gạt ngài, dù sao ta cũng không dám, thẩm cự bất đắc dĩ nói, thần sắc nghiêm túc nguyên bản nhị nữ là nghe theo tổ sất tính toán kế hoạch nghĩ cách diệt trừ tiêu viêm nhưng trải qua này một chuyến hồn huyết cũng dâng ra cho nữ đế hơn nữa nữ đế liền ở tiêu viêm bên cạnh một tấc cũng không rời đừng nói là các nàng nhị nữ thêm lên chỉ sợ tám đại bất hủ thần tôn liên thủ cũng không có khả nàng sẽ là nữ đế đối thủ nữ đế cũng như thần hy tôn thượng tuy rằng đã ngã xuống nhưng bảo tồn tại thế gian cuối cùng lực lượng như cũ có thể cho này ở cái này trình tự cơ bản có thể nói vô địch huống chi chỉ cần nữ đế ra lệnh một tiếng toàn bộ bất hủ hoang dã phòng trừng đều phải run tam run ở những người khác trong mắt bất hủ hoang dã tràn ngập nguy hiểm ở chỗ này bất hủ đều khả năng tùy thời ngã xuống nhưng đối nữ đế tới nói bất hủ hoang dã nàng lại có được tuyệt đối lời nói quyền ít nhất nơi này nữ đế trong lòng sở tư việc liền không có nàng làm không được thậm chí liền nơi đây quy tắc đều có thể thay đổi điểm này liền đủ rồi chứng minh nữ đế uy hiếp lực cho nên quá tinh cùng ngu tình tuy rằng là thứ năm bức cường giả chỉ sợ ở tiến vào nơi đây đông đảo bất hủ giữa cũng là tuyệt đối đứng đầu tồn tại nhưng ở nữ đế trong mắt các nàng thực lực hoàn toàn không đáng giá nhắc tới nhưng ta còn nghe nói nơi này có một người thứ năm bước nữ ma đầu tiêu viêm nhìn về phía thẩm cự nữ ma đầu nàng cũng thật là cái nữ ma đầu quá tinh tính tình chính là như thế thẩm cự nghĩ nghĩ trả lời nói nói xong chỉ cảm thấy phía sau có một trận gió lạnh phất quá kỳ thật đi ta cảm giác nàng vẫn là rất hiền hòa thẩm cự giọng nói còn không có rơi xuống một cái tát đó là thiếu chút nữa mỗi đem hắn đầu cấp phiến rớt cả người như diều đứt dây giống nhau hung hăng nện ở trên mặt đất bộ dáng chật vật tuy nhiên a à, bên ngoài vẫn là sau lưng tốt nhất đều đừng nói nói bậy hung lên lại ôn như nữ nhân cũng sẽ giết người ai cho ta lấy nữ ma đầu lão nương như vậy ôn nhu quá tinh nộ mục trợn lên này thấy thế nào cùng ôn nhu hai chữ tựa hồ đều hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ đều đã bị hắn cấp giết tiêu viêm cười khổ một tiếng trượt ánh mắt nhìn về phía bốn phía tiêu viêm đối với ma tuyền nhưng thật ra tò mò. Tiêu viêm thân hình vừa động, đó là không hề để ý tới hai người, trực tiếp lược vào ma tuyền bên trong, xương xám bên trong, một đám ma tuyền xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt, giải rác, lớn nhỏ không đồng nhất, đại bộ phận ma tuyền tựa hồ ma khí đều đã bị hấp thu không sai biệt lắm, ma tuyền vẫn luôn hướng tới xương xám. Kéo dài mà đi, tựa hồ này một mảnh địa phương đều là ma tuyền, mà ở kia xa nhất đoan tiêu viêm càng là thấy được một đạo trùng tia sáng, cùng tầng thứ nhất giống nhau, này trùng tia sáng hiển nhiên là thông hướng kia tầng thứ ba trùng tia sáng. Mà ở này đi thông tầng thứ ba trùng tia sáng trên đường đều là ma tuyền, các người trong cơ thể ma đan mấy văn. Tiêu viêm hỏi, thẩm cự cùng quá tinh đều theo đi lên, đến nỗi tên kia nam tử còn lại là không thấy bóng dáng, tiêu viêm cũng cũng không có quá nhiều khó xử, vốt cuộc đối phương cũng coi như hoàn thành hắn hứa hẹn, nhị văn, bốn văn, thẩm cự cùng quá tinh phân biệt trả lời nói, đi trước tầng thứ ba yêu cầu mấy văn. Tiêu viêm tiếp tục hỏi, như văn liền có thể vậy các người hai người vì sao còn ở nơi này dừng lại tiêu viêm không cấm hỏi thẩm cự cười khổ chúng ta đối thiên hà ma quân truyền thừa cũng không cảm thấy hứng thú nói đúng ra là sợ mất mạng đi lấy thiên hà ma quân có tiếng kẻ điên ai biết tiếp tục đi xuống sẽ có cái gì chuyện xấu nếu là không cần phải chúng ta liền tính toán liền tại đây dừng lại chờ đợi này tháp biến mất liền có thể thẩm cự tiếp tục nói tiêu viêm ánh mắt trượt nhìn về phía quá tinh thực lực của nàng hẳn là có thể nếm thử một phen Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.